Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay chúng ta đến với phần cuối của bộ truyện Âu Dương Chính Lan. Chương 22 Chu Lão thi diệu kế tiểu ngưu đắc hiền thê. Cái chết của Thái Sơn phủ quân Vũ Diên đã khiến kế hoạch tạo phản của Bạch Liên giáo chậm lại một thời gian dài. Mãi đến năm Bính Ngọ, tức năm Sùng Trinh thứ 9, Bạch Liên giáo mới khởi sự. Nhưng sự kiện khá xa xôi, chúng ta khoan nhắc đến, mà hãy trở lại với Âu Dương Chính Lan. Sau trận đại phá Bạch Liên giáo ở Lương Sơn, thanh danh Hồng Nhất Điểm đại hiệp càng lẫy lừng hơn trước. Chính Lan được tôn xưng là Trung Nguyên đệ nhất cao thủ, nhưng chàng chẳng hề hãnh diện tự mãn. Hỏa chân nhân Tây Môn Nhị đã tiết lộ cho Chính Lan biết rằng bản lĩnh của Thiên Ảo cung chủ còn cao cường hơn Thái Sơn phủ quân. Nguyên do là trong Thiên Ảo cung có trồng một cây thiên niên tuyết đào từ mấy đời nay. Nào ngờ, 3 năm trước khai hoa kết trái. Nhờ vậy, Phùng Thiệu Đính luyện 3 pho tuyệt học cổ truyền đến mức đại thành. Lão ta có mối giao tình với hỏa giáo Tây Vực, thường qua lại hàn huyên tâm sự nên trưởng môn đại sư huynh của hỏa giáo mới rõ sự việc này, và tiết lộ cho Tây Môn Nhị biết. Chính Lan từng gặp Thiên Ảo cung chủ thức ngộ rằng đối phương hùng tâm tráng trí không nhỏ, chắc chẳng chịu bỏ qua cơ hội, khi Trung Hoa đang rối ren, loạn lạc thế này. Thái Sơn phủ quân tạo phản được thì Thiên Ảo cung chủ cũng vậy. Hơn nữa, chàng âm thầm lo ngại họ Phùng phát hiện hoa văn trên cửu thiên lệnh bài bị xóa, tất sẽ tìm mình hỏi tội. Vì vậy, Chính Lan chuyên cần khổ luyện võ công, đồng thời chỉ bảo cho Tiểu Ngưu cùng thê thiếp. Võ học của Vô Ảnh Hội chẳng phải tầm thường, nhưng do tàn diện ma thủ chỉ còn một cánh tay nên khó mà làm cho một gã ngốc như Tiểu Ngưu nắm được tinh túy của quyền trưởng. Thứ hai, do thân thể gã quá to lớn, nặng nề nên khinh công dở tệ. Thứ ba, Tiểu Ngưu là một gã lười và hay thối chí. Tuy nhiên, dưới sự dạy dỗ, đôn đốc của Chính Lan thì gã chẳng dám biếng nhác chút nào cả. Dung mạo chàng giống hệt mẫu thân, nhất là ánh mắt. Do đó, đối với Chính Lan, Tiểu Ngưu vừa yêu thương vừa sợ hãi. Cuối tháng tư, Quý Thành Lâm đến tìm Chính Lan, lão buồn rầu bảo. Triều đình suy yếu nên dân tình đói khổ, giặc cướp như rươi, ta chẳng biết phải làm thế nào để duy trì việc kinh doanh của tiên phụ, thật đáng hổ thẹn. Chính Lan nghiêm giọng, dám hỏi đại ca rằng tài sản quý hay mạng người quý hơn? Thành Lâm ngơ ngác đáp, tất nhiên mạng người phải trọng hơn. Chính Lan gật gù nói tiếp, vậy thì đại ca hãy vì 300 sinh mạng dòng họ Quý thu hồi vốn liếng, rời nhà về bờ biển Quảng Đông sinh sống, mở đường buôn bán với Giao Châu, Nam Dương. Sau này, dẫu quân Mãn Thanh có chiếm được Trung Hoa thì cũng còn đường rút lui. Thành Lâm mừng rỡ bảo. Hay lắm, lời của hiền đệ như ánh dương xua tan mây mù trong lòng ngu huynh. Quảng Châu vốn là cấu quận, ta rất vui được trở về đấy. Và lão ngập ngừng hỏi chàng. Thế còn hiền đệ thì sao? Chính Lan trầm ngâm đáp. Gia quyến xin gửi gấm cho đại ca, phần tiểu đệ sẽ đi sau một bước. Quý Thành Lâm biết chàng chẳng chịu khoang tay nhìn Giang Sơn rơi vào tay dở phương Bắc tất sẽ liều mình. Lão buồn rầu nói. Lịch sử Trung Hoa luôn luôn là sự cạnh tranh giữa người Hán và các giống dở chung quanh. Nay Trung Nguyên suy kém, dở Mãn hùng mạnh lên, ắt lại như quân Mông ngày trước vào đây thành lập Triều Nguyên. Vận nước, vận trời đều đã thế, hà tất hiền đệ phải chống lại. Nếu ngươi có mệnh hệ gì thì thê tử ra sao đây? Chính Lan mỉm cười. Đại ca yên tâm, tiểu đệ là người học đạo, chỉ tận lực chứ không cưỡng cầu, thấy vô vọng, tất sẽ lui ngay chứ chẳng thí mạng làm gì. Thành Lâm gật đầu. Ta tin vào hiền đệ. Sao? Mấy ngày sau, một gã lái buôn tìm đến Vu Hồ trao một phong thư cho Hỏa Chân Nhân. Đang là bữa điểm tâm nên cả nhà đều có mặt đông đủ. Tiểu Linh Thố cười bảo. Sao phụ thân đọc xong lại có vẻ lo lắng như vậy? Tây Môn Nhị cau mày đáp. Giáo chủ sư huynh đã rời Thánh Điện vào Lan Châu, và kết thông gia với Thiên Ảo Cung. Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày 20 tháng 6 sắp tới. Giáo chủ đòi ta và tam vị sư thúc phải về dự. Tứ hộ pháp hỏa giáo Bạch Tuân thắc mắc. Là thực,
Tây vực là gốc rễ bao đời của Hỏa giáo, vì cớ gì sư huynh lại phải rời vào Trung Nguyên nhỉ? Lục hộ pháp Bạch Quý Danh mãnh nói. Sau này quân Mãn Thanh kéo vào Trung Nguyên, chúng ta tha hồ đánh nhau với bọn Lạt Ma. Câu nói này khiến Chính Lan chột dạ, nhưng không nói ra. Thời gian khá cấp bách, Hỏa chân nhân và ba lão họ Bạch khởi hành ngay trưa hôm ấy. Họ đi rồi, Chính Lan bảo Sơn Đông Tử Phòng. Tử lão thử liên hệ với cái bang hỏi xem tình hình vùng Tây Bắc thế nào, và động tĩnh của Thiên Ảo cung ra sao. 6 ngày sau, Phân Đà Nam Kinh mang thư của đại đầu cái đến Vu Hồ. Thì ra Thiên Ảo cung cũng đã rời vào đến tận Bình Lang, dựng cơ ngơi mới trên núi Lang Sơn nơi mà Chính Lan đã tiêu diệt kẻ thù của Lôi Đao Hứa Hoa. Thiên Ảo cung chủ và Hỏa giáo giáo chủ đã gửi thiệp mời trưởng môn các phái Trung Nguyên đến dự lễ ngày đại hỷ tổ chức ở Bình Lang. Danh vọng của Hỏa giáo và Thiên Ảo cung rất lớn, vì vậy, các bang phái chẳng dám chối từ. Đại đầu cái tỏ ý lo ngại, mong Chính Lan có mặt để phòng khi đối phương bày gian kế tóm gọn Võ Lâm. Chính Lan đọc thư cho cả nhà nghe rồi hỏi Tố Bình. Nương tử, nhan sắc của ái nữ trưởng giáo thế nào? Tiểu Linh Thố mỉm cười. Thiếp nghe phụ thân kể rằng nàng ta không xấu nhưng thân hình thô kệch khôi vĩ. Vì vậy, chẳng ai dám lấy hải tụy nhàn cả. Tiểu Ngưu cười hì hì. Tiểu đệ to xác nên rất ái mộ những vị cô nương khôi vĩ. Giá mà biết sớm hơn, tiểu đệ sẵn sàng hỏi hải tiểu thư làm vợ. Sơn Đông Tử Phòng vuốt râu hỏi Chính Lan. Lão e rằng Thiên Ảo cung đã dùng Mỹ Nam kế lôi kéo Hỏa giáo vào cuộc. Nếu không có dã tâm, làm gì có việc cả hai lực lượng ấy di rời vào cả Trung Nguyên. Một là họ muốn xưng vương, chiếm lấy 3 tỉnh Tây Bắc. Hai là họ sẽ tiếp tay cho quân Mãn Thanh. Tây Môn Tố Bình sợ hãi nói. Chẳng lẽ Hỏa giáo lại hành động hồ đồ như vậy? Chính Lan thở dài đáp thay Tử lão. Từ ngàn xưa, miếng đỉnh Trung vẫn là mục tiêu của nhiều người. Vùng Tây Bắc vốn chẳng phải đất Trung Hoa. Do đó, mỗi khi triều đình Trung ương suy yếu lại có kẻ muốn tách ra thành lãnh thổ riêng. Nay Thiên Ảo cung chủ và giáo chủ Hỏa giáo đều là người tài ba lỗi lạc, thế lực hùng mạnh, tất chẳng bỏ lỡ cơ hội. Tố Bình dầu dĩ lắc đầu. Chắc không phải do tham vọng, mà vì hạnh phúc của ái nữ nên giáo chủ sư bá mới dấn thân vào vũng nước đục đấy thôi. Tử Quỳnh hỏi ngay. Sao giáo chủ không gả hải tụy nhàn cho một đệ tử nào đấy? Tố Bình cười khổ. Giáo quy không cho phép người đồng giáo lấy nhau. Trại Tây Thi Du Mỹ Kỳ bật cười. Tướng công, hay là chúng ta tổ chức đánh cướp tân nương, trước là phá vỡ liên minh, hay là để Tiểu Ngưu có được vợ xứng đôi. Ý kiến này quả là tuyệt diệu, được mọi người tán thành. Chính Lan cẩn thận hỏi lại. Bình muội, tính tình của tụy nhàn thế nào? Tiểu Linh Thố trấn an. Thiếp nghe ba vị sư thúc kể rằng hải sư tỷ cao lớn hơn cả nam nhân, nhưng tính nết thuần hậu, hiền lành. Nàng giỏi võ công và rất khỏe, nhưng chẳng bao giờ gây gổ với ai. Tiểu Ngưu khoan khoái cười vang. Thế thì được, tiểu đệ chỉ sợ nàng dữ dằn như các đại tẩu đây thì nguy to. Thục Nghi trợn mắt. Con trâu nước kia, sao ngươi dám chê bai chị em bọn ta? Tiểu Ngưu sợ nhất là nàng, nên tái mặt ấp úng. Tiểu đệ chỉ nói đùa thôi, chư vị xinh đẹp và hiền lành nhất thế gian. Giọng điệu nịnh hót của gã khiến mọi người phì cười. Kính hồ tiên cơ Tiêu Huyền như thỏ thẻ góp lời. Thiếp chỉ sợ hải giáo chủ đích thân đưa tân nương về nhà chồng, làm sao chúng ta cướp được kiệu hoa. Tây Thục Nhất Hùng Chu Điền Kiệt khề khà nói. Lão Phu có một kế mọn, mong Tử lão và mọi người thẩm xét xem sao. Chu lão bèn nói ra, ai nấy đều thán phục. Giang Tô Đại Hiệp Du Huỳnh khoan khoái bảo. Kế di hoa tiếp mộc này của là kỳ diệu. Sao 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 sao. 2 tháng sau, đúng ngày 12 tháng 6, Chính Lan, Tây Môn Tố Bình và Tiểu Ngưu có mặt ở chân núi Thiên Thủy Sơn cách thành Lan Châu 6 dặm. Hôm nay, Hồng Nhị Điểm Âu Dương Tiểu Ngưu trông oai vệ và chỉnh tề. Bộ võ phục màu lam rất vừa vặn với thân hình hộ pháp của gã.
Hàng râu mép xanh gì càng tăng thêm phần lịch lãm. Trông gã có vẻ giống người đi cầu hôn hơn là đi dự đám cưới, vì trên tay là một dương gỗ cẩn xà cừ rất sang trọng. Nghe Tây Môn Tố Bình tự giới thiệu, bọn đệ tử Hỏa giáo mừng rỡ đưa họ lên núi. Hỏa chân nhân được tin con gái và rể quý đến dự lễ cưới, lòng vừa hoan hỉ, cũng vừa kinh ngạc. Lão đang chỉ huy việc trang hoàng đại sảnh, chuẩn bị cho lễ vu quy của cháu gái, vội chạy ra cửa đón. Tây Môn Nhị rất tự hào về chàng rể của mình, định nhân dịp này giới thiệu Chính Lan với toàn giáo. Quả thực là mọi người đều nhìn Âu Dương Chính Lan với cặp mắt ngưỡng mộ vô bờ. Ai cũng biết chàng là đệ nhất cao thủ Trung Nguyên, chiến tích lẫy lừng, cả người võ lâm lẫn thường dân đều biết tiếng. Nhưng con người và phong thái của Chính Lan cực kỳ giản dị, tự nhiên và dễ thân cận, tha nhân nhìn chàng, chẳng hề thấy xa cách mà có cảm giác như đôi mắt ấm áp kia đang cười với họ. Hỏa chân nhân cười ha hả. Quý hóa thực, không ngờ hiền tế lại chịu khó lặn lội đường xa, đến đây dự ngày vui của bổn giáo khiến bần đạo được nở mày, nở mặt. Chính Lan mỉm cười. Tuy không được mời nhưng tiểu tế là rể của Hỏa giáo, lẽ nào lại dám vắng mặt? Tố Bình phụng phịu trách. Phụ thân chỉ khen có mình tướng công thôi sao? Hài Nhi cũng là người có lòng chớ bộ. Chân nhân phì cười. Bình Nhi đã có chồng mà còn dám nhỏng nhẻo với ta ư? Ta khen ngợi Chính Lan tức là ngươi cũng được thơm lây đấy. Mau theo ta vào bái kiến giáo chủ sư bá. Chân nhân dẫn ba người đi xuyên khách sảnh ra vườn hoa phía sau. Hàng trăm gian lều da xinh xắn nằm ôm lấy sườn núi ẩn hiện dưới tàn lá rậm rạp của rừng tùng. Và chót vót trên đỉnh núi chính là tòa thánh điện thiêng liêng của Hỏa giáo, kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ và da, trông giống như ngọn lửa đang bốc cao. Tây vực là đất thảo nguyên, dân cư sinh sống bằng nghề chăn thả gia súc. Thời tiết Tây vực cực kỳ khắc nghiệt, có vùng hạn hán kéo dài đến mấy năm liền, sông, hồ ao, suối đều cạn nước, trở thành đất chết. Lúc ấy, người phải lùa gia súc đi phương Bắc, và mang theo tất cả tài sản của mình. Tất nhiên bọn Chính Lan chẳng lên thánh điện làm gì. Chân nhân đưa họ vào tòa nhà lớn nhất ở cuối vườn hoa. Phu thê giáo chủ và hải tiểu thư đang ngồi ở tiền sảnh bàn bạc gì đó. Tây Môn Nhị hoan hỉ nói. Giáo chủ sư huynh, tiểu nha đầu Tố Bình cùng phu quân mang lễ vật đến mừng ngày đại hỷ của nhà Nhi. Hải giáo chủ vui vẻ bảo. Không ngờ vợ chồng Bình Nhi lại có lòng như vậy, ta vô cùng hoan hỉ. Tố Bình vội giới thiệu. Bẩm giáo chủ và phu nhân, đây là triết phu Âu Dương Chính Lan và gia đệ Âu Dương Tiểu Ngưu. Hải giáo chủ cười khà khà. Lão phu vẫn ngưỡng mộ oai danh của Điệt Tế, nay diện kiến càng thêm yêu mến. Tây Môn sư đệ quả là khéo chọn rể. Chính Lan kính cẩn đáp. Bọn tiểu điệt có chút lễ vật chúc mừng, mong giáo chủ sư bá thu nhận cho. Tiểu Ngưu bước đến, đặt dương gỗ lên bàn rồi mở nắp. 10 món nữ trang bằng vàng cẩn bảo ngọc tỏa sáng lấp lánh trên nền vải nhung đen. Chúng trị giá không dưới ngàn lượng vàng. Giáo chủ phu nhân và tụy nhàn chưa bao giờ thấy vật gì đẹp hơn thế, mừng rỡ ồ lên. Hải phu nhân buột miệng tán dương. Chúng còn đẹp và quý giá hơn cả lễ vật nghinh hôn của Thiên Ảo cung nữa. Hải giáo chủ vội hắng giọng nhắc nhở phu nhân đừng vạch áo cho người xem lưng. Và ông cười ha hả để khỏa lấp. Vợ chồng ngươi tặng lễ vật hậu thế này khiến ta thêm áy náy. Nào sao không ngồi xuống đi. Lúc này, Tụy Nhàn đã phát hiện ra ánh mắt của chàng khôi vĩ kia đang nhìn mình say đắm. Nàng thẹn thùng cúi mặt, thầm nghĩ vẩn vơ. Phải chăng trời đã sinh người ấy để dành cho ta? Bên cạnh chàng, ta thực sự là một nữ nhân nhỏ bé. Nhưng sắp đến ngày xuất giá, Tụy Nhàn chẳng dám suy nghĩ nhiều, chỉ dám nhìn Tiểu Ngưu bằng ánh mắt ai oán tiếc nuối. Phần Tiểu Ngưu cũng vậy. Gã rất mặc cảm khi đứng cạnh những nữ nhân bình thường, trông chẳng xứng đôi chút nào cả. Nay gặp Tụy Nhàn cao lớn hơn người, dung nhan lại mặn mà thùy mị, bảo sao Tiểu Ngưu không say đắm như điếu đổ. Tố Bình nhìn thấy gã cứ nhìn Tụy Nhàn đắm đuối, chẳng biết e dè ai cả, vội đá mạnh vào ống quyển của gã. Tiểu Ngưu đau điếng, quay về với thực tại. Trong mấy ngày sau đó, Tố Bình luôn luôn quấn quýt với Tụy Nhàn, bắt nàng đưa đi dạo cảnh Thiên Thủy Sơn.
Nhưng không hiểu sao lần nào họ cũng gặp huynh đệ chính Lan. Tất nhiên Tố Bình chạy đến trò chuyện với phu tướng, và để Tụy Nhàn đám đạo với Tiểu Ngưu. Người Tây vực rất giản dĩ nên Tụy Nhàn vui lòng làm quen với Hồng Nhị Điểm Đại Hiệp. Phu thê chính Lan cũng ngồi gần đấy để làm bình phong cho đôi trai tài gái sắc. Cổ nhân có câu gần đèn thì sáng. Tiểu Ngưu được chính Lan hết lòng dạy bảo nên tâm trí khai mở rất nhiều. Gã lại giáp tâm noi gương đại ca cử chỉ ung dung, phóng dật và dễ mến. Gã nhớ lời dặn dò của chính Lan, nên chẳng dám nói nhiều, chỉ gửi gắm ân tình qua ánh mắt. Phương pháp này xem ra vô cùng công hiệu, chỉ sau 5 ngày, hải cô nương đã xem Tiểu Ngưu là nam nhân hấp dẫn nhất thế gian. Nàng sa vào lòng gã nức nở nói. Âu Dương công tử, chỉ tiếc rằng chúng ta gặp nhau quá muộn màng. 2 ngày nữa tiểu muội đã phải lên kiệu hoa về nhà chồng rồi. Tiểu Ngưu cảm động siết chặt thân hình phồng phao của đại mỹ nhân. Gã nghiêm giọng hỏi. Lòng ta đã nguyện phải lấy cho được nàng, dẫu chết cũng chẳng chịu bó tay. Nếu Nhàn muội thực lòng yêu thương ta thì việc lấy nhau chẳng khó gì. Tụy Nhàn đang đê mê trong vòng tay to như cột đình của Tiểu Ngưu, gật đầu ngay. Tùy công tử xếp đặt tiểu muội cũng chẳng thể sống thiếu chàng được. Tiểu Ngưu cúi xuống hôn lên má nàng rồi thì thầm gì đó. Tình tự thêm một lúc Tụy Nhàn trở về biệt viện tìm giáo chủ phu nhân. Sao 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 sao? Theo đúng chương trình đã thống nhất với Thiên Ảo Cung, trưa ngày 17 tháng 6, hỏa giáo bảy đại yến tống tiễn tân nương, để sáng hôm sau cô dâu lên đường về nhà chồng. Cuộc vui này chỉ toàn là người trong giáo phái, họ vui say đến tận nửa đêm mới tàn tiệc. Hải giáo chủ trở về phòng, khoan khoái uống chén trà thơm do giáo chủ phu nhân pha cho. Uống xong, lão lăn ra ngủ li bì, đến tận sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh giấc. Giáo chủ phu nhân thản nhiên cho khiêng trượng phu ra xe, đốc thúc đoàn sa mã lên đường. Ngoài nhị vị hộ pháp còn có 50 chức sắc của hỏa giáo nữa. Tất nhiên, phu thê chính Lan và Tiểu Ngưu cũng có mặt. Chỉ vắng có 2 người đó là ngũ hộ pháp Bạch Trung và lục hộ pháp Bạch Quý. Hỏa giáo chủ đã tỉnh giấc khi vượt sông Hoàng Hà. Ông bực bội hỏi. Sao ngũ sư đệ và lục sư đệ không đi theo chúng ta? Giáo chủ phu nhân tủm tỉm cười. Chắc họ cũng say mềm như ông chứ gì. Thực ra, 2 người ấy không hề có mặt trong cuộc vui đêm qua. Đường xa đến 400 dặm, xe hoa lại chẳng thể chạy như ăn cướp được, do đó, phải nghỉ lại dọc đường hết 2 đêm, sáng ngày 20 mới đến được Bình Lang. Đoàn người ngựa dừng chân nơi cánh rừng thưa ở cửa Tây Thành, chờ họ đàng trai tới rước. Hải giáo chủ thấy chẳng có ma nào của Thiên Ảo Cung ở điểm hẹn này, giận dữ nói. Nhị sư đệ, ngươi chạy đến Lang Sơn báo cho họ biết rằng Tân Nương đã đến. Tây Môn Nhị mau mắn phi ngựa đi ngay. 3 khắc sau, lão quay lại mặt mày tái mét. Bẩm giáo chủ, Thiên Ảo Cung đã rút sạch, chẳng còn một mống nào cả. Hải giáo chủ tưởng như sét đánh ngang tai, trợn mắt lắp bắp. Thế là thế nào, còn khách khứa thì sao? Bẩm sư huynh, họ đang tụ tập dưới chân núi Bình Lang. Hải giáo chủ đấm ngực kêu trời. Lão thất phu họ Phùng kia đã hại chết ta rồi. Không những Nhàn Nhi lỡ một đời xuân sắc mà cả thanh danh của hỏa giáo cũng bị vùi dưới bùn đen. Giáo chủ phu nhân cũng gào khóc như cha mất, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy mắt bà giáo hoảnh. Lát sau, phu nhân nắm áo giáo chủ mếu máo. Ông tự hào là người đa mưu túc trí, sao không nghĩ ra cách vãn hồi cục diện đi? Hải giáo chủ vò đầu bứt tóc. Chỉ còn một cách tìm ngay ra một chú rể khác mời khách vào thành dự hôn lễ mới xong. Lão nhìn quanh, chỉ thấy có chính Lan và Tiểu Ngưu là người ngoài giáo phái, liền hỏi. Âu Dương biệt tế, chẳng hay lệnh đệ đã có gia thất chưa? Chính Lan mỉm cười. Gia đệ vẫn còn phòng không chiếc bóng, nếu được giáo chủ chọn làm rể đông sàng thì thật là đại phúc. Chỉ sợ hải tiểu thư chê hắn thô lỗ mà thôi. Giáo chủ mừng rỡ, đến bên xe hoa, vén rèm lên hỏi. Nhàn Nhi, nay họ Phùng đã bội hôn, con có đồng ý lấy Âu Dương nhị công tử hay không? Tụy Nhàn bén lén đáp.
Hài nhi tùy phụ thân sắp đặt. Giáo chủ gật đầu hài lòng, nhưng vẫn còn lo lắng. Nhị sư đệ mau trở lại Lang Sơn lưu khách lại, chúng ta còn phải vào thành sắp xếp yến tiệc. Gấp gáp quá chưa chắc đã có chỗ đủ rộng rãi. Chính Lan vui vẻ nói. Sư bá yên tâm, gia cửu phụ có sở hữu một tòa đại tử lâu trong thành này. Tiểu điệt sẽ đi thu xếp ngay. Nói xong, chàng kéo tiểu ngưu đi vào thành. Hỏa chân nhân thì phóng ngựa đến Lang Sơn. Hơn khắc sau, tiếng pháo cưới nổ vang rền, một đoàn người đông đảo tiến ra cửa Tây. Đi đầu là Chính Lan, Tiểu Ngưu và các vị trưởng môn bạch đạo, kế tiếp là Long Đầu, thủ lĩnh của mười mấy bang hội khác. Theo sau là 100 tay nhạc công y phục mới toanh. Tiếng đàn sáo giặt dìu với tiếng pháo rộn rã, khiến bách tính đổ ra xem. Hải giáo chủ ngỡ ngàng, không hiểu Chính Lan đã làm thế nào mà có ngay nghi lễ long trọng như thế. Nhất là bộ y phục tân lang trên người Tiểu Ngưu, vừa vặn như đã đặt may sẵn vậy. Nhưng giáo chủ chẳng còn thời gian để suy nghĩ, vội vòng tay chào các trưởng môn. Trong hàng ngũ các trưởng môn có một lão già là mặt mặc đại bào mới rất sang trọng. Lão bước ra vái chào phu thê giáo chủ rồi sang sảng nói. Lão phu là Tây Thục Nhất Hùng Chu Điền Kiệt, cửu phụ của anh em nhà Âu Dương, xin thay mặt đàng trai. Kính thỉnh phái đoàn thông gia nhập thành. Hải giáo chủ gượng cười, nói giả lả vài câu khách sáo, rồi ra lệnh cho phe mình khởi hành. Xe hoa đi trước, có tân lang cưỡi ngựa song song, kế đến là đàng trai và đàng gái. Phái đoàn hỏa giáo cảm thấy như đang đi trong mơ, vì hai bên đường treo đầy những đèn hoa trúc đỏ thắm và bách tính hô vang. Cầu chúc Âu Dương nhị công tử và hải cô nương bách niên giai lão. Hải giáo chủ lờ mờ hiểu ra mình đang rơi vào một vở tuồng được dàn dựng sẵn. Nhưng ông hoàn toàn hài lòng khi thấy đám cưới con gái mình lại được tổ chức linh đình như vậy. Hải giáo chủ lờ mờ hiểu ra mình đang rơi vào một vở tuồng được dàn dựng sẵn. Nhưng ông hoàn toàn hài lòng khi thấy đám cưới con gái mình lại được tổ chức linh đình như vậy. Giáo chủ phu nhân thì khỏi nói, bà cười tâu toét luôn miệng không sao ngậm lại được. Khi đến tòa tử lâu đồ sộ, mới thấy hết được vẻ huy hoàng của hôn lễ. Hơn ngàn thực khách ngồi chật ních 200 bàn tiệc. Họ đều là những người có danh phận trong võ lâm. Ai nấy đều vui say, và chẳng hề nhắc đến thiên ảo cung một lần nào cả. Hải giáo chủ sung sướng đến nỗi say mềm, chẳng còn nhớ là mình bị lừa nữa. Sao? Khi trở về tổng đàn hỏa giáo ở Lan Châu, hải giáo chủ cho gọi ngũ, lục hộ pháp lên hỏi chuyện. Ông nghiêm khắc nói. Vì sao thiên ảo cung lại đột ngột rút khỏi Lang Sơn, hai người mau kể cho ta nghe thử. Bạch Trung không hề sợ hãi, cười khanh khách. Sư huynh biết không, tiểu quỷ Chính Lan quả là thần thông quảng đại, điều động được cả võ lâm. Đêm 18, tiểu đệ và lục sư đệ đến nơi thì hơn ngàn khách mời đã sẵn sàng cả rồi. Cuối canh 2, họ giả làm quan quân, bất ngờ kéo lên núi Lang Sơn, khua chiêng gõ trống vang trời, hệt như sắp làm cỏ thiên ảo cung. Tiểu đệ và bạch quý lên trước tung liền 18 trái đá thiên thần đạn. Tuy chẳng ai chết, nhưng họ phùng lại tưởng quan quân đem cả đại pháo đến, liền đốc đệ tử bỏ núi đào tàu. Lục hộ pháp ôm bụng cười ngấp cướp lời sư huynh. Lúc quần hào lên đến nơi thả cho gà vịt, heo bò chạy tán loạn. Cảnh ấy thật không nín cười được. Hải giáo chủ đập bàn, hầm hầm quát. Hai ngươi thật là quá lắm, dám qua mặt lão phu tự ý làm càn. Bỗng ông sực nhớ ra. À, ta quên mất, lại còn thêm cái tội ăn trộm đảo thiên thần đạn nữa chứ. Bảo bối ấy ta giấu kín trong phòng, sao hai ngươi lại lấy được? Bạch Trung cười hì hì. Sư huynh tuy là giáo chủ, nhưng bọn tiểu đệ chẳng dám cãi lời đại sư tẩu. Mong sư huynh lượng thứ cho. Hải giáo chủ biến sắc. Té ra chính bà ấy đã chủ sở ư. Ông cho hai sư đệ lui ra, rồi vào phòng bàn bạc với phu nhân. Hai ngày sau, hỏa giáo dọn lều trở lại đất Tây Vực. Tòa đại sảnh là tài sản của một đệ tử người Hán giàu có, được hoàn trả lại cho lão. Ba vị hộ pháp họ Bạch được lệnh mang thư đi Vu Hồ, và sẽ ở lại bảo vệ hải tiểu thư.
Họ đã mến cảnh Trung Nguyên nên vui vẻ khởi hành. Sao 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 sao. Cuối tháng 8, tam vị hộ pháp đến Vu Hồ, trao thư cho nhị sư huynh là Hỏa Chân Nhân Tây Môn Nhỉ. Không hiểu trong thư viết gì mà chân nhân lộ vẻ ưu tư, mời Chính Lan và các lão nhân lên bàn bạc. Ông còn bảo Giang Tây Thần Bộ Trình Thiều đi gọi Quý Thành Lâm đến. Mấy khắc sau, họ Quý xuất hiện, thấy gương mặt mọi người nặng nề như đưa đám, gã rụt rè hỏi. Chẳng hay đã xảy ra sự cố gì trọng đại mà chư vị có vẻ lo lắng như vậy được. Chính Lan mỉm cười. Đại ca cứ ngồi đi đã. Chờ Thành Lâm nhấp mấy hớp trà, chàng mới hỏi tiếp. Chẳng hay việc thu hồi tài sản ở phương Bắc đã tiến hành đến đâu rồi. Quý Thành Lâm đắc ý nói. Ta đã sang nhượng được hầu hết các cửa hiệu, mối lái, thu hồi được 2/3 tài sản. Cộng với số vốn của Chu Cửu Phụ và Du Đại Thúc ta đã thành lập được một đội thương thuyền 30 chiếc và xây dựng xong 10 kho hàng, cửa hiệu ở Quảng Châu. Thì ra Tây Thục Nhất Hùng Chu Điền Kiệt và Giang Tô Đại Hiệp Du Huỳnh đã hùn hạp với họ Quý để làm ăn. Hỏa Chân Nhân tiếp lời Chính Lan. Thế còn nơi ăn ở thì thế nào? Bẩm bá phụ, Tiểu Điệt đã mua 2 tòa trang viện rất lớn ở cạnh bãi biển phía nam. Tây Môn Nhỉ là bái huynh của Quý Tài Thần nên Thành Lâm xưng hô như vậy. Chân Nhân gật gù. Tốt lắm, Hiền Điệt hãy về thưa với Lão Thái, rồi đưa cả gia tộc đi ngay Quảng Châu. Nếu chậm trễ tai họa sẽ không lường nổi, đám thê tử Chính Lan cũng sẽ đi cùng Quý gia. Thành Lâm ngơ ngác hỏi lại. Quân Mãn Thanh chưa phá nổi Sơn Hải Quan, đâu cần phải cấp bách như vậy. Chân Nhân cười khổ. Giờ Mãn chưa vào nhưng lực lượng tiên phong của chúng đã có mặt và một trong những mục tiêu đầu tiên chính là Quý Gia Trang. Thành Lâm sợ hãi thưa. Mong bá phụ nói rõ hơn cho Tiểu Điệt được tỏ tường. Hỏa Chân Nhân tư lự kể. Đại sư huynh của Bần Đạo là giáo chủ Hỏa Giáo đã viết thư, tiết lộ một bí mật kinh người. Đó là việc Thiên Ảo cung chủ Phùng Thiệu Đính đã được Quân Mãn Thanh hứa sẽ cắt cho 3 tỉnh Tây Bắc. Đổi lại, họ Phùng phải dốc hết lực lượng khuấy rối Trung Nguyên. Hiện nay, Thiên Ảo cung chủ đã luyện thành tuyệt học đồng thời đào tạo được 300 gã ảo quỷ vô cùng lợi hại. Bọn ảo quỷ này vốn là người của bộ tộc Ngạc Luân Xuân ở phía bắc dãy Âm Sơn. Họ không cao lớn nhưng vô cùng dũng mãnh và hiếu chiến. Phùng lão quỷ đã dùng dược vật làm tăng sức mạnh cũng như tính khát máu của họ. Lão còn đem khinh công thiên ảo thân pháp và 6 chiêu trong pho ảo kiếm ra huấn luyện bọn ảo quỷ. Do đó, chúng trở thành những sát thủ cực kỳ khó chịu. Chân Nhân dừng lại, nhấp hớp trà thấm giọng, rồi kể tiếp. Đáng sợ nhất là việc thiên ảo cung chủ đã mời được lão đại ác ma biển bức lão tổ bào huynh của Mưu Ưng lão tổ. Lão này tên gọi Phương Liên Khai, ẩn cư ở vùng núi đá vôi cách Âm Sơn 300 dặm. Đàn rơi của lão đông đến mấy vạn con, mỗi con chỉ nhỏ bằng con chim sẻ, nhưng rất hung dữ và khát máu. Răng và móng của chúng đều có độc, chỉ cào chầy ra là nạn nhân khó sống. Với 2 vũ khí ảo củi và biển bức thiên ảo cung sắp làm cỏ các phái Trung Nguyên. Thành Lâm gượng cười. Nhưng Tiểu Điệt chưa nghe được điều gì liên quan đến Quý Gia Trang cả. Hỏa Chân Nhân khề khà. Từ từ rồi ta sẽ nói đến. Chắc Quý Hiền Điệt cũng biết rằng làm nên cơ nghiệp thì ai cũng phải có vốn liếng. Người Mãn chỉ hứa hẹn suông chứ đâu cung cấp tài chính cho Thiên Ảo Cung. Vì vậy, lão họ Phùng quyết định nhân dịp này đưa đội quân ma quỷ đi vơ vét của cải khắp nơi. Mà Quý Gia Trang được xưng tụng là giàu có nhất Trung Hoa, liệu bọn chúng có chịu bỏ qua hay không? Quý Thành Lâm tái mặt, đứng lên nói. Chết thật, Tiểu Điệt phải về thu xếp ngay mới được. Sao 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 sao? Hơn tháng sau, Thiên Ảo cung chủ và biển bức lão tổ đưa quân đến Nam Kinh. Họ ém lại ở cánh rừng ngoại thành, cho trinh sát vào dò thám mới biết gia tộc họ Quý đã dọn đi đâu không rõ, trang viện thì treo bảng bán. Cả căn cứ Vu Hồ cũng chẳng còn một bóng người. Hai lão ác ma vô cùng thất vọng, đành chuyển sang tấn công những mục tiêu khác. Trong suốt tháng 9, họ càn quét các nhà đại phú vùng Giang Nam cướp được gần chục vạn lượng vàng. Không có một ai sống sót để làm nhân chứng cả.
Chiến dịch giết người, cướp của với quy mô lớn này, đã làm chấn động võ lâm và bách tính. Bước sang tháng 10, Thiên Ảo Cung làm thêm mười mấy vụ thảm sát nữa ở ba phủ Hồ Bắc, Hồ Nam, An Khánh. Hai phái thiếu lâm, võ đang dốc toàn lực truy lùng mà chỉ hoài công. Quảng Tâm Thiền Sư và Thuần Thanh Đạo Trưởng vội đến Lạc Dương tìm đại đầu cái. Lô Bang Chủ đã nhận được thư của Chính Lan nên biết rõ nội tình, nói lại cho hai vị trưởng môn kia nghe. Phương trưởng thiếu lâm buồn rầu nói. Không ngờ trong lúc vận nước suy vi thế này mà bọn ma đầu lợi hại kia lại xuất hiện. Nay Âu Dương thí chủ âm thầm quy ẩn, biết lấy ai diệt trừ ma chướng đây. Đại đầu cái mỉm cười. Đâu thể trông cậy mãi vào Chính Lan, chúng ta phải tự lực tự cường mà thôi. Lão Phu sẽ thông chi cho hai phái Hoa Sơn, Nga Mi biết mà chuẩn bị. Qua đầu tháng 11, những vụ cướp kia bỗng thưa đi. Và Thiên Ảo Cung chính thức chọn ngọn núi Phụng Sơn cách thành Hứa Xương 20 dặm để làm căn cứ. Phùng Cung Chủ đã gửi thiệp mời các phái võ lâm đến dự lễ khai cung vào ngày rằm tháng 4. Sự kiện này càng khẳng định những điều Chính Lan đã tiết lộ. Nay Thiên Ảo Cung đã vào đến đất Hà Nam trung tâm điểm của võ lâm, bảo sao bốn phái võ đang, Thiếu Lâm, Cái Bang và Hoa Sơn không lo lắng. Nhưng họ không có bằng cớ để chứng minh Thiên Ảo Cung là hung thủ của mấy chục vụ cướp vừa qua, đành im hơi lặng tiếng chờ đợi diễn biến của cục diện giang hồ. Năm vị trưởng môn bạch đạo âm thầm họp lại ở Lạc Dương. Đại đầu cái Lô Chính Ngôn là người đa mưu túc trí nhất bọn, nêu lên nghi vấn của mình. Lão Phu không lạ gì dã tâm của Thiên Ảo Cung, chỉ thắc mắc vì sao họ không tổ chức lễ khai đàn ngay, mà lại hẹn đến tận rằm tháng tư. Đạo Huệ Sư Thái trưởng môn phái Nga Mi lên tiếng. Bần Ni cũng suy nghĩ mãi mà không tìm ra đáp án. Từ nay đến sang xuân có nhiều ngày đại cát tốt lành hơn ngày rằm tháng tư, vì sao lại không được chọn? Khánh Hư Chân Nhân, trưởng môn Hoa Sơn phái, Tư Lự nói. Bần đạo cho rằng chính sự biến mất của Âu Dương thí chủ đã khiến họ phùng lo ngại. Trước khi nắm chắc rằng đủ sức giết Hồng Nhất Điểm, lão ta không dám mới quần hào đến Phụng Sơn. Nếu hôm ấy Chính Lan xuất hiện, đòi mạng của Vô Ảnh hội chủ Đường Vĩnh Phục, lão bắt buộc phải nhận lời tỉ thí công bằng, lỡ thua thì cơ nghiệp nát tan. Thuần Thanh ung dung bảo. Chân nhân luận việc rất có lý. Nhưng bần đạo lại có cảm giác rằng Thiên Ảo Cung đang dùng kế hoãn binh để chuẩn bị cho một âm mưu gì đấy. Đạo Huệ Sư Thái mỉm cười. Bần Ni không tin rằng bản lĩnh của Thiên Ảo Cung chủ Phùng Thiệu Đính lại vô địch như lời Hồng Nhất Điểm thí chủ đã nhận xét. Năm phái chúng ta đều có những bậc trưởng lão tuổi gần bách tuế, lẽ nào lại không hơn một người tuổi 70 như họ Phùng. Nay Âu Dương thí chủ rời bỏ giang hồ, chúng ta phải tự lo thôi. Chờ đợi không bằng chủ động, Bần Ni đề nghị Quảng Tâm Thiền Sư phát võ lâm thiếp mời hào kiệt thiên hạ đến dự đại hội công cử minh chủ. Thiên Ảo Cung chủ tự hào võ công quán thế tất sẽ đến dự. Lúc ấy, các phái đưa cao thủ ra tranh tài với họ Phùng, giết chết lão là xong. Lời nói của Sư Thái đánh trúng vào khát vọng thầm kín trong lòng cử tọa. Năm phái đều có truyền thống hơn trăm năm từng là cột trụ chống đỡ võ lâm. Thế mà, mấy năm nay, họ chỉ là ánh sao mờ bên cạnh bậc kỳ hiệp Âu Dương Chính Lan. Giang hồ chỉ nhắc đến Hồng Nhất Điểm đại hiệp chứ không còn nhớ đến họ nữa. Các đệ tử Phật môn hoặc đạo gia vốn không màng danh lợi. Nhưng bốn người này lại là trưởng môn, gắn liền với vinh nhục của giáo phái, nên đạo tâm chẳng khỏi vướng bụi trần. Khánh Hư Chân Nhân phấn khởi tán thành. Bần đạo ủng hộ cao kiến của đạo Huệ Sư Thái. Quảng Tâm Thiền Sư và Thuần Thanh đạo trưởng cũng không phản bác. Riêng đại đầu cái thận trọng nói. Lão Phu chỉ sợ chúng ta vẽ vùng thành thì nguy to. Nếu không có trưởng lão nào của bạch đạo thắng nổi Thiên Ảo Cung chủ thì hóa ra chúng ta đã tự ý dâng chức minh chủ cho lão ta. Và trong cương vị ấy, họ Phùng càng dễ khống chế võ lâm. Đạo Huệ Sư Thái cười nhạt. Bang chủ yên tâm, trước khi đến Lạc Dương, Bần Ni đã thuyết phục được sư thúc là Lãnh Diện Thần Ni xuất quan. Bà tiềm tu trên đỉnh Nga Mi Sơn đã 60 năm, võ công đạt đến mức đăng phong tạo cực chẳng thể nào thua Phùng Thiệu Đính được.
Lô Bang chủ hiểu ngay rằng đạo Huệ Sư Thái đã quyết dương danh phái Nga Mi, ông cười mát, không nói gì nữa. Cuối cùng, các phái chọn ngày rằm tháng giêng sẽ cử hành đại hội. Địa điểm là núi Hoa Sơn. Chương 23 Hồng Nhan Họa Thủy Bi Thiên Mệnh Cô Trường Nan Minh Nam Hải Cư. Tin này làm Võ Lâm khởi sắc. Tiền nhiệm minh chủ là thất bộ thần quyền vương quốc Trung Tả Thế đã 6 năm. Nhưng lúc ấy Ngụy Trung Hiền còn nắm binh quyền, đã cấm không cho bầu minh chủ mới. Hào kiệt Tam Sơn Ngũ Nhạc hồ hởi đón chào thịnh hội. Họ mong cho mùa đông giá lạnh qua mau để lên đường đến Sơn Tây. Nhiều người ở vùng cực Nam phải khởi hành ngay trong tháng chạp cho khỏi lỡ kỳ hạn. Đối với khách giang hồ, việc vui xuân với thê nhi không quan trọng bằng việc tham gia Võ Lâm Đại Hội. Vì năm nào xuân cũng về nhưng thịnh hội kia rất lâu mới có một lần. Nhiều vị minh chủ sống dai đến nỗi ai cũng phải chán ngán. Trong số những hào khách ngược Bắc có một hán tử râu rậm bó cằm. Gã có nước da rám đen của người quen với vùng trên mặt biển. Cùng đồng hành với hán tử râu rậm ấy là đoàn kỵ sĩ đông đến mấy chục người. Không ai trong đám người ấy nhận ra lai lịch của gã. Họ có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến Hồng Nhất Điểm Đại Hiệp Âu Dương Chính Lan. 3 tháng qua chàng lênh đênh trên biển Nam, để bảo vệ đoàn thương thuyền đi Nam Dương chuyến đầu tiên. Không phải mình chàng mà là cùng một số người thân. Trên đường đi, họ đã trải qua hàng trăm trận thủy chiến, giết hàng trăm tên hải tặc đốt 34 chiến thuyền. Vì vậy, kể từ nay, mỗi lần nhìn thấy đội thương thuyền cắm cờ đôi nheo thêu chữ quý, là chúng bỏ chạy thật xa. 6 mỹ nhân đã khóc lóc, van nài Chính Lan đừng dình vào ân oán Võ Lâm nữa. Chàng mỉm cười, hôn lên trán họ và dốc sức giúp Quý Thành Lâm khai trương ngành kinh doanh mới. Đến đầu tháng chạp, đoàn thương thuyền nhổ neo đi chuyến thứ hai. Chính Lan thản nhiên lên thuyền rời bến, nhưng chỉ được vài dặm, chàng đã xách hành lý nhảy xuống biển, bơi vào bờ. Cửu phụ chàng là Tây Thục Nhất Hùng Chu Điện Kiệt quá hiểu tính tình cháu ruột nên không ngăn cản, chỉ dặn dò chàng bảo trọng. Thì ra Chính Lan đã nhận được tin về đại hội Võ Lâm. Chàng không nói ra nhưng cùng một suy nghĩ như đại đầu cái, sợ rằng Thiên Ảo cung chủ lên ngôi minh chủ thì có khác gì hổ thêm cánh. Vì vậy, chàng quyết định đến Hoa Sơn xem diễn biến thế nào. Hôm nay đã là gần cuối tháng chạp, Chính Lan tiến vào thành Hứa Xương. Chàng chọn tửu quán sang trọng nhất thành chẳng phải quen thói xa hoa, mà vì sợ đồng đạo nhận ra. Trên lầu 3 của tòa trung nguyên đệ nhất tửu lâu này có rất ít hào khách Võ Lâm. Chính Lan yên tâm lột nón rộng vành và cởi áo choàng lông, để lộ một bộ y phục lạ lùng bằng da hải cẩu mà đen xám áo không tay, nút cài ở giữa. Đây là chiến lợi phẩm mà Chính Lan thu được trên một chiếc thuyền của bọn hải tặc biển Nam. Nó rất gọn gàng, bền chắc thích hợp với công việc của người thủy thủ nên Chính Lan rất thích. Tóm lại, giờ đây Chính Lan giống hệt như một gã hải tặc dạn dày nắng gió. Chén rượu thơm nồng chẳng làm ấm lòng người lữ khách. Chính Lan ngơ ngẩn ngắm nhìn ngọn núi Phụng Sơn, thấp thoáng xa xa, nhớ đến làn da mịn màng, thơm mùi sữa của đám tiểu hài. Giờ này chắc vợ con chàng đang rộn ràng chuẩn bị đón năm mới. Trời đất vô tình nhưng con người lại là giống đa tình. Trong chiều đông lạnh giá cô đơn này, cám cảnh lữ thứ không nhà, Chính Lan tự hỏi vì sao mình lại phải lao tâm khổ trí vì thiên hạ. Sinh linh đồ thán, lầm than, xã tắc suy vong là do lỗi của các hoàng đế nhà Minh, chứ nào phải của chàng. Đang suy nghĩ miên man, Chính Lan chợt giật mình vì một mùi khó chịu xộc vào mũi, đó là mùi rơi. Trên đại tuyết sơn cũng có khá nhiều hang rơi nên mùi hôi hám, khai nồng của chúng chẳng lạ gì với chàng cả. Chính Lan liếc sang bàn bên, phát hiện có khách mới đến. Họ gồm 6 nam nhân áo gấm sang trọng, hông cài đơn đao, và lủng lẳng một bao lụa. Chàng định thần quan sát thấy những vật trong bao cử động, biết ngay đám hán tử thâm thấp này là bọn ảo quỷ của Thiên Ảo Cung. Chúng vừa ăn uống vừa nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ lạ tai của bộ tộc Ngạc Luân Xuân. Dĩ nhiên Chính Lan cũng chẳng hiểu gì. 2 khắc sau, 6 gã ảo quỷ rời tửu lâu. Chính Lan nấn nà thêm một lúc, nhớ đến vị bái huynh ở cửa Tây Thành quyết định ghé thăm. Người này chẳng phải khách giang hồ, mà là một nho sĩ tài hoa.
Trần Hồng Nhạn tuổi đã 50, tinh thông thi phú và cầm kỳ thi họa. Lão quá vợ đã 8 năm, chỉ có cô con gái Trần Viên Viên là niềm an ủi. Chính Lan quen Trần Hồng Nhạn trong một trà thất ở Hứa Xương cách nay 5 năm cũng trong một ngày cuối đông như thế này. Biết chàng không có trốn đón xuân, lão lui về nhà cùng nhau ngâm vịnh vui say suốt nửa tháng trời. Thời gian gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để hai người trở thành tri kỷ. Chính Lan và Trần Hồng Nhạn đều tâm đắc cả hai học thuyết khổng, lão. Trời sụp tối, Chính Lan mới đến được Trần Gia Trang. Gọi là Gia Trang cho thuận miệng, chứ thực ra cơ ngơi của họ Trần rất khiêm tốn, thanh bạch. Chỉ là mấy gian nhà gỗ, được vây quanh bởi hàng trúc thưa. Chính Lan xuống ngựa, đứng trước cửa rào, cao giọng gọi. Trần Huynh. Từ trong gian giữa, một thiếu nữ thon gầy xách đèn lồng đi ra. Dưới ánh đèn gương mặt râu ria, đen đủi của Chính Lan khiến nàng sợ hãi, ấp úng hỏi. Chẳng hay tôn giá tìm gia phụ có việc gì. Chính Lan nhận ra thiếu nữ này là Viên Viên, con gái của họ Trần, tính ra nàng đã đến tuổi cập kê. Nhãn quang của chàng rất tinh tường nên dù ánh sáng lù mù chàng vẫn thấy rõ dung nhan xinh đẹp của Viên Viên. Chàng không ngờ ở tuổi 15, cô bé gầy gò năm xưa đã trở thành một tuyệt thế giai nhân. Chính Lan mỉm cười. Viên Nhi không nhận ra thúc thúc sao? Ta là Chính Lan đây. Viên Viên kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt bồ câu đen láy, nhìn thật kỹ. Nàng mừng rỡ reo lên. Nhị thúc. Không hiểu sao Viên Viên lại hân hoan đến nỗi đặt chiếc đèn lồng xuống đất, lao đến ôm lấy Chính Lan, úp mặt vào vai chàng khóc giấm dứt như hờn trách chàng sao giờ này mới trở lại. 5 năm trước Viên Viên mới 10 tuổi, gầy ốm và nhỏ bé. Nàng thường sa vào lòng Chính Lan nũng nịu vòi vĩnh, và bắt chàng phải cõng mình mà lướt thật nhanh trong khu rừng rộng sau nhà. Thương cô bé yếu đuối, côi cút, Chính Lan đã vui vẻ làm tất cả để được nghe thấy những tiếng cười trong vắt. Giờ đây, mùi u hương xử nữ tỏa ra ngan ngát khiến Chính Lan bối rối. Chàng vuốt ve tấm lưng ong mềm mại, dỗ dành Viên Viên. Viên Nhi, thúc thúc vì quá bận rộn nên không đến thăm được, hãy tha lỗi cho ta. Viên Viên đưa bàn tay nuột nà bịt miệng chàng rồi cười khúc khích. Nhị thúc chẳng có lỗi gì cả. Viên Nhi biết hết những tao ngộ mấy năm qua trong đời nhị thúc nên đâu dám trách móc gì. Chẳng qua vì quá vui mừng nên xa lệ đấy thôi. Ánh mắt nàng chan chứa yêu thương và nụ cười đầy mị lực khiến Chính Lan phải thầm khen. Con bé này còn kiều diễm, quyến rũ hơn cả các phu nhân của ta nữa. Viên Viên cúi xuống nhặt chiếc đèn lồng, nắm tay chàng kéo đi. Gia phụ đang đọc sách ở nha sau, gặp nhị thúc người sẽ rất hoan hỉ. Chính Lan bật cười. Viên Nhi vào trước đi, để ta cột ngựa lại đã. Sao 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 sao. Trần Hồng Nhạn vô cùng hân hoan khi được tái ngộ Chính Lan. Lão bảo Viên Viên bắt gì làm thịt rồi ra vườn đào vò rượu quý chôn dưới gốc mai già lên đái nghĩa đệ. Thức nhắm đam bạc nhưng rượu thì rất ngon. Lại thêm Viên Viên trổ tài cầm ca ôm đàn tỳ bà hát tặng Chính Lan. Tiếng đàn, lời ca của nàng lúc thì thanh thoát, tươi vui, lúc thì trầm buồn, ai oán. Đôi mắt nhung huyền sâu thẳm thường nhìn Chính Lan như gửi gắm nỗi niềm. Trần Hồng Nhạn tửu lượng không bằng Chính Lan nên say trước cục xuống bàn mà ngủ. Viên Viên mỉm cười giải đàn hát bài Võ Lăng Xuân của nữ sĩ Lý Thanh Chiếu. Phong trụ trầm hương hoa dĩ tận. Nhật ván nguyệt sơ đầu. Vật thị nhân thi sự sự hưu. Dục ngữ lệ tiên lưu. Văn thuyết song khuê xuân thượng bảo. Giá nghi phiếm khinh châu. Chỉ khủng song khuê chính mãnh châu. Tài bất động hữu đa sầu. Dịch thơ. Gió thổi hương tàn hoa dụng hết. Ngày muộn biếng trải đầu. Cảnh đó, người đâu chuyện trước sau. Lời nghẹn lệ tuôn mau. Nghe nói song khê xuân đẹp lắm. Cũng muốn thả thuyền đi. Ngại nỗi song khê thuyền tí ti. Mối sầu nặng khó chuyển đi. Bài từ Vĩ Lăng Xuân này chính là dòng huyết lệ của Dị An cư sĩ Lý Thanh Chiếu khóc người chồng bạc mệnh. Và trên gương mặt đẹp mê hồn của Viên Viên, đôi dòng châu cũng lã chã tuôn rơi theo từng nốt nhạc. Chính Lan như bị nhận chìm trong nỗi sầu mênh mang, da diết ấy.
Chàng dùng mình nốc cạn ba chén rượu, gượng cười. Viên Nhi còn quá trẻ sao lại hát chi khúc nhạc não nùng của người quá phụ như vậy. Viên Viên buông đàn, nhìn sâu vào đáy mắt Chính Lan, bùi ngùi nói. Năm trước, Viên Nhi nghe tin công tử bỏ mình dưới vực thẳm Vân Mộng Sơn, nên đâm ra yêu thích bài từ này. Chính Lan choáng váng, lờ mờ đoán ra nỗi lòng của Trần Viên Viên. Chàng thầm e ngại, đứng lên nói giả lả. Ta cũng say lắm rồi, Viên Nhi lo dọn dẹp còn nhị thúc sẽ đưa Trần Huynh vào phòng. Nói xong, Chính Lan bế xốc Trần Hồng Nhạn, đưa vào trong rồi trở về phòng dành cho khách. Đó là tòa nhà gỗ nhỏ chỉ có hai phòng, nằm ở mé hữu nhà chính. Chàng ngạc nhiên khi thấy tòa tiểu xá này được quét dọn rất sạch sẽ, như có người ở thường xuyên. Chính Lan cũng đã quá chén nên không suy nghĩ nhiều, cởi áo reo mình lên nệm thiếp đi. Chàng đã từng ngủ ở đây một thời gian dài nên không e ngại vào lộn phòng cha con Hồng Nhạn đều ở cả nhà trên. Dù có là cao thủ đệ nhất thì khi say vẫn ngủ vùi như chết, đó chính là cái hại của rượu vậy. Hơn khắc sau, Trần Viên Viên đã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Chính Lan đang nằm trên giường, nàng mỉm cười sung sướng nhưng gương mặt đỏ hồng vì e thẹn. Thân hình rắn giỏi, rám nắng của Chính Lan đã hút chặt ánh mắt của Viên Viên. Nàng tần ngần một hồi rồi cởi xiêm y, chỉ còn lại mảng yếm đào. Cơ thể nàng khá nảy nở so với số tuổi 15. Viên Viên vuốt ve gò bồng đảo săn chắc của mình như muốn tự trấn an, rồi trèo lên giường. Nàng run rẩy vòng tay qua bờ ngực trần của Chính Lan, rúc đầu vào vai chàng hít lấy mùi nam nhân nồng ấm. Lát sau, Chính Lan thức giấc vì cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng và mùi u hương phảng phất. Sự sợ hãi đã khiến chàng tỉnh táo thoát khỏi trạng thái mụ mị của cơn say. Chàng không mở mắt nhưng vẫn đoán ra nữ nhân đang ôm mình là ai. Chính Lan thở dài bảo. Sao Viên Nhi không về phòng ngủ mà lại đến đây? Viên Viên siết chặt vòng tay như sợ chàng ngồi dậy, thỏ thẻ. Đây là khuê phòng của Viên Nhi mà. Hơn năm nay Viên Nhi đã dọn sang đây ở. Chính Lan toát mồ hôi. Chết thực, ta quả vô ý, ngàn lần mong Viên Nhi lượng thứ cho. Chàng gượng ngồi dậy, nhưng Viên Nhi đã trườn lên người chàng, nức nở khóc. Công tử đừng đi, từ lúc nghe tin chàng còn sống, tiểu muội đã mòn mỏi chờ đợi giây phút này. Viên Viên thề chỉ lấy mình chàng mà thôi. Chính Lan sợ nàng khóc lớn, khiến Trần Hồng Nhạn tỉnh giấc liền vỗ nhẹ lên lưng nàng. Viên Nhi mau mặc y phục vào rồi hãy nói chuyện. Lỡ Trần Huynh thấy cảnh này, ta chỉ có cách tự sát mà thôi. Viên Viên thôi khóc, cười rúc rích. Nhị thúc đừng lo, gia phụ đã say rượu là ngủ một giấc đến chiều hôm sau mới tỉnh. Té ra lòng Viên Viên cùng bối rối nên cách xưng hô cũng bất nhất, lúc thì công tử, lúc thì nhị thúc. Chính Lan đành bó tay, buồn rầu nói. Sao Viên Nhi lại nỡ đưa ta vào cảnh bất nghĩa thế này? Ta là nghĩa thúc của ngươi, đâu thể kề cận nhau được. Viên Viên bướng bỉnh đáp. Ngày xưa nhị thúc vẫn thường ấm bồng Viên Nhi, sao giờ lại ngại ngùng? Và rồi nàng bật khóc kể lể. Nhị thúc đừng khinh rẻ Viên Nhi, từ ngày trở thành thiếu nữ, không hiểu sao hình bóng nhị thúc cứ vương vấn mãi trong lòng. Gia phụ lại thường lui tới trà thất nghe kể về những chiến công lẫy lừng của nhị thúc rồi về thuật lại cho Viên Nhi nghe. Dần dần niềm ngưỡng mộ kia trở thành mối tương tư lúc nào cũng chẳng hay. Viên Nhi biết mình xinh đẹp nên nuôi mộng sánh đôi với bậc đại anh hùng, lẽ nào lại là tội lỗi? Chính Lan cảm động, nhưng chẳng thể nào chấp nhận được mối si tình này. Chàng cố biện giải cho Viên Viên hiểu. Viên Nhi cũng biết là ta có đến 6 vị phu nhân. Thú thực là họ tuy xinh đẹp nhưng không thể sánh với nàng. Nếu Viên Nhi về làm vợ ta, chẳng phải là đã chịu thiệt thòi hay sao? Nhan sắc của Viên Nhi đáng bậc mẫu nghi thiên hạ, chỉ cần đến được đế đô là sẽ lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Nếu Viên Nhi đã mộng lấy cho được đệ nhất nhân, nhị thúc sẽ thu xếp cho cha con ngươi đi Bắc Kinh. Nhị thúc quen với thái giám Trần Trung, tổng quản cấm cung, chắc chắn sẽ đưa được Viên Nhi vào hầu thánh thượng. Chính Lan nói một hơi dài, khô cả cổ thế mà Viên Viên nũng nịu lắc đầu. Viên Viên chỉ yêu mình công tử mà thôi. Chàng mà chê bỏ tiểu muội sẽ cắn lưỡi tự sát ngay bây giờ.
Chính Lan đành đầu hàng cô gái si tình đến mức cuồng dại này, đành gật đầu hoãn binh. Thôi được, nhị thúc hứa rằng sáng mai sẽ bàn lại với Trần Huynh. Viên Nhi hãy để ta trở về phòng. Viên Viên hân hoan, hôn nhanh hai má chàng, rồi ngồi dậy. Chính Lan mặc lại áo, đi lên nhà trên ngủ chung với Hồng Nhạn. Họ Trần vẫn ngáy vang, chẳng hay biết gì cả. Chính Lan nằm xuống cạnh lão, suy nghĩ về Viên Viên. Chàng biết mình không bao giờ lấy nàng. Sáu người vợ kia đã quá đủ cho đời một nam nhân. Chính Lan hài lòng với quyết định ấy, và khoan khoái đi vào giấc ngủ. Mờ sáng, Chính Lan cố lay Trần Hồng Nhạn tỉnh giấc kể lão nghe mọi chuyện. Chàng trao cho lão 10 nén vàng rồi âm thầm rời ra trang. Chính Lan không ngờ mình đã phạm sai lầm khi từ chối mối tình của Trần Viên Viên. 3 năm sau, Trần Hồng Nhạn lâm bạo bệnh đột tử. Viên Viên phải lên Bắc Kinh nương tựa một người biểu thúc. Lão này đã bán nàng vào Thanh Lâu, trở thành đệ nhất danh kỹ đất đế đô. Tổng đốc Sơn Hải quan Ngô Tam Quế đã chuộc nàng về làm ái thiếp. Khi Sấm Vương Lý Tự Thành chiếm được Bắc Kinh, lại bắt Viên Viên làm vợ mình. Chính vì vậy mà Ngô Tam Quế đã mở cửa quan ải, rước quân Mãn Thanh vào. Trần Viên Viên chỉ là một cô gái bất hạnh, không có tội gì với non sông. Vì vậy, Chính Lan cũng chẳng có lỗi, chàng chỉ hành động theo đúng lương tri của một bậc chính nhân. Thôi thì chúng ta cứ mặc cho con tạo chớ trêu trở lại với đại hội Hoa Sơn. Sao 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 sao? Sáng ngày rằm tháng giêng, 3.000 hào kiệt Trung Nguyên tụ tập ở bình đài trên sườn núi Hoa Sơn. Sơn Tây là vùng cao nguyên, có khí hậu lạnh nhất khu vực Hoa Bắc. Cho nên, đã là giữa tháng giêng mà tuyết vẫn rơi mau, ánh dương quang mùa xuân nhợt nhạt và trời vẫn rét cóng xương. Trong thời tiết này, ai cũng co ro trong áo ấm, mũ lông, khó mà nhận rõ dung mạo. Vì vậy, Chính Lan không sợ có người nhận ra. Giữa giờ thìn, 5 vị trưởng môn bạch đạo từ trên Thái Hư đạo quán của Hoa Sơn đi xuống, bước lên lôi đài, cúi chào quần hùng. Quảng Tâm Thiền Sư Phương Trượng Chùa Thiếu Lâm cao giọng tuyên bố. A-di-đà Phật, kính cáo đồng đạo Võ Lâm. Mấy năm nay thiên hạ loạn lạc, khắp nơi đạo tặc tung hoành, hà hiếp lê dân. Chúng ta là những người học võ, lẽ nào không vì dân mà trừ hại? Chính vì lẽ ấy, lão nạp cùng 4 vị trưởng môn đây quyết định tổ chức đại hội Võ Lâm, bầu ra một minh chủ thay cho cố minh chủ thất bộ thần quyền Vương Quốc Trung. Có được minh chủ rồi, nhất hô bá ứng, hiệu lệnh phân minh, mới mong quét sạch cường đạo tạo phúc cho bách tính. Thiền sư dứt lời, toàn trường hoan hô nhiệt liệt. Đến lượt đại đầu cái lô Chính Ngôn phát biểu. Cũng như những lần đại hội trước, quy củ không có gì thay đổi, nghĩa là không giới hạn tuổi tác, dân tộc. Chỉ tuyệt đối cấm dùng ám khí, độc dược, độc vật để ám toán. Ban giám đài sẽ thẩm xét và quyết định ai là người đủ tư cách tham gia. Mong chư vị nhanh chóng đăng ký. Lô bang chủ nói xong, cùng 4 vị kia lui về chỗ ngồi của ban giám đài ở mép phía bắc lôi đài. Quần hào xôn xao bàn tán nói cười, đốc thúc bằng hữu, đồng môn thượng đài. Nhưng đâu phải ai cũng dám đứng trước Võ Lâm mà diễu võ dương oai. Kỳ đại hội nào cũng có cảnh máu chảy đầu rơi, xương tan thịt nát. Cái danh vị minh chủ Võ Lâm đã khiến người ta điên cuồng, xuất thủ cực kỳ độc ác. Hơn khắc sau vẫn chưa có ai lên tiếng cả. Thiên Ảo cung chủ mỉm cười, cao giọng. Bổn nhân là Phùng Thiệu Đính, cung chủ Thiên Ảo cung ở Phùng Sơn, xin đăng ký mở màn. Thiên Ảo cung ẩn giật ở Âm Sơn mấy chục năm, mới vào Trung Nguyên, nên ít ai biết trình độ võ công của họ Phùng thế nào. Thấy lão mở đường có 10 mấy cao thủ các địa phương hưởng ứng theo. Cuối giờ thìn, số người trong danh sách đã lên đến 36 thí sinh, lúc này mới đến lượt 5 phái bạch đạo. Từ vị trí của các đệ tử phái Nga Mi, một lão ni lông mày dài, bạc trắng, mặt lạnh như xương, cất tiếng. Bần ni là lãnh diện, trưởng lão phái Nga Mi, xin đại diện bổn phái tham gia tranh cử. Quần hào ồ lên kinh ngạc, không ngờ phái Nga Mi lại cử cao thủ hàng tiền bối thượng đài. Họ càng sừng sốt hơn khi nghe người của phái võ đang tự giới thiệu. Lãnh diện thần ni đã có nhã hứng, bần đạo là Huyền Minh chân nhân, tam trưởng lão Võ Đang cũng xin nối bước.
Phần lớn các cao thủ lỡ đăng ký đều buồn rầu, lo lắng vì biết mình chẳng thể nào địch lại hai lão bất tử kia. Nhưng Quần Hùng lại vô cùng hoan hỷ vì sắp được chứng kiến cuộc so tài hiếm có ấy. Niềm phấn kích càng dâng cao khi Hải Hồ chân nhân trưởng lão Hoa Sơn và Vô Ngại Thần Tăng, sư thúc của Phương trưởng Thiếu Lâm cũng đăng ký. Thiên Ảo cung chủ Phùng Thiệu Đính là người gian hoạt, hiểu ra ngay ý đồ của các phái. Lão tự tin vào bản lãnh của mình, liền mỉm cười ngạo nghễ. Đại đầu cái đứng lên nói. Lão phu không ngờ đại hội năm nay lại được các cao thủ cao niên như Thiên Ảo cung chủ và trưởng lão bốn phái Bạch Đạo tham gia. Xem ra có sự chênh lệch rất lớn về bản lãnh, vì vậy, ban giám đài sẽ rất thông cảm cho những ai rút tên ra khỏi danh sách. Lời nói khôn khéo của Lô Bang chủ đã gài chặt Phùng Thiệu Đính và mở đường cho những người đang hối hận vì lỡ đăng ký. Rốt cuộc, họ đồng thanh xin rút lui, chỉ còn lại Thiên Ảo cung chủ và bốn đại biểu Bạch Đạo. Đại đầu cái thản nhiên nói tiếp. Phùng cung chủ là người đăng ký đầu tiên, sẽ được quyền thượng đài khai mạc. Luật lệ là ai thua một trận thì không được tái đấu. Sau mỗi trận, người thắng được nghỉ ngơi hai khắc, mời cung chủ và lãnh diện thần ni đấu trận đầu. Bỗng có người ngắt lời lão. Là thực, sao không thấy Hồng Nhất Điểm đại hiệp xuất hiện, mà chỉ toàn những lão già sắp chết thế này nhỉ? Giọng của người ấy vang vang chát chúa và rất chói tai, nhưng y lại nêu được thắc mắc chung của mọi người. Cử tọa nhất tề ồ lên. Đúng vậy, Âu Dương Đại Hiệp là đại biểu xứng đáng nhất của đám hào kiệt trẻ tuổi. 2/3 quần hùng đến đại hội lần này có độ tuổi dưới 30. Họ cũng là người tôn sùng, ngưỡng mộ Chính Lan, nên rất thất vọng khi thấy chàng vắng mặt. Đại đầu cái vội đứng lên. Kính cáo Võ Lâm, mấy năm qua Âu Dương công tử đã đóng góp rất nhiều trong sự nghiệp giáng ma vệ đạo. Có lẽ y cảm thấy đã đủ nên âm thầm thoái xuất lo cho hạnh phúc của 6 vị phu nhân và đàn con. Mong đồng đạo thông cảm cho. Một người bật cười khanh khách. Đúng thế, nếu tại hạ mà có được 6 mỹ nhân hoa nhường nguyệt hẹn như vậy, thì chẳng tội tình gì lặn lội đến chốn lạnh lẽo này. Toàn trường ồ lên, đại đầu cái lại nói. Mời Phùng cung chủ và thần ni. Hai cao thủ chậm rãi bước lên đài. Chính Lan cố tình lên núi rất sớm nên chọn được vị trí sát với lôi đài. Chàng luôn chủ trương hậu phát chế nhân, nên sẽ chờ Phùng Thiệu Đính đánh đủ 4 trận mới xuất hiện. Chính Lan hy vọng rằng sẽ nhìn ra được lộ số võ công của Thiên Ảo cung chủ. Lúc này, lãnh diện thần ni đã mỉm cười hòa nhã. Bần ni may mắn hơn Phùng thí chủ được vài tuổi, xin nhường thí chủ xuất thủ trước. Nói xong, bà rút kiếm dựng trước ngực, tay kia bắt kiếm quyến chỉ xéo xuống đất. Trông bà an nhiên tự tại và vững vàng như núi Thái Sơn, chứng tỏ đã đạt cảnh giới của kiếm đạo. Thiên Ảo cung chủ không cầm vũ khí, chỉ dùng bạch thủ mà đối phó. Lúc lên đài, hai người đã cởi mũ và áo lông để khỏi vướng víu. Nhờ vậy, Chính Lan mới thấy được bộ võ phục trắng tinh trên người Phùng Thiệu Đính. Nhưng lạ lùng ở chỗ là mái tóc đen nhánh của lão bị bịt kín bởi một chiếc khăn màu trắng. Chính Lan linh cảm rằng vật này có ý nghĩa rất quan trọng chứ chẳng phải tình cờ. Và khi họ Phùng xuất thủ, chàng biết mình đoán đúng. Quanh thân Thiên Ảo cung chủ tỏa ra màn sương huyền ảo, trắng như sữa, và lão lướt đến tấn công lãnh diện thần ni. Từ khoảng cách một trượng, họ Phùng đẩy ra những đạo trưởng kình băng giá trắng mở. Thần ni ôm kiếm lao vào màn sương ấy chẳng chút ngần ngại. Thân pháp của bà nhanh nhẹn tuyệt luân mà vẫn không sánh bằng đối thủ. Thiên Ảo cung chủ đã rời khỏi vị trí cũ, di chuyển quanh thần ni và liên tục vỗ trưởng. Thân ảnh lão chỉ còn là một vệt trắng mờ mờ, nối nhau thành một vòng tròn mà tâm điểm là cao thủ phái Nga Mi. Vòng tròn lạnh lẽo ấy ngày càng thu nhỏ lại, mặc cho lãnh diện thần ni vẫy vùng cố thoát ra. Bà đã thi thố những chiêu kiếm kỳ tuyệt nhất, nhưng không cách nào chém trúng đối phương, hoặc phá vỡ được vòng tròn ma quái kia. Không phải mình Chính Lan, mà là toàn trường chết lặng trước tuyệt học Thiên Ảo cung. Chàng than thầm trong bụng, biết mình không thể địch lại lão ác ma kia. Lãnh diện thần ni chỉ chịu đựng được hai khắc đã nghe tứ chi thân thể tê cóng vì khí lạnh của huyền băng thần trưởng. Và đã đến lúc Phùng Thiệu Đính hạ độc thủ.
Lão nhảy sổ vào thần ni từ phía sau lưng, bốn đạo trưởng kình vươn ra như vòi bạch tuộc trùm lấy mục tiêu. Lãnh diện thần ni vội bốc thẳng lên không trung để tránh đòn. Bốn đạo trưởng phong kia lướt qua dưới chân bà. Quần hào chưa kịp mừng rỡ thì một đạo chỉ kình trắng muốt đá bay ra từ tay tả họ Phùng, xuyên lủng lưng lãnh diện thần ni. Đệ nhất cao thủ phái Nga Mi rơi xuống sàn lôi đài, trong niềm kinh hãi của mọi người. Đại đầu cái cố nén nỗi tuyệt vọng, đứng lên tuyên bố. Phùng cung chủ thắng trận này. Các đệ tử Nga Mi vội nhảy lên bồng thần ni xuống chăm sóc. Chẳng nghe tiếng họ khóc lóc, vậy là thương thế của thần ni không đến nỗi trầm trọng. Phùng Thiệu Đính đã ngồi xuống tòa công để chuẩn bị cho trận sau. Quần hào đã hết bàng hoàng, xôn xao bình phẩm. Họ cho rằng bản lãnh của Thiên Ảo cung chủ đã là vô địch võ lâm. Huyền băng trưởng còn có thể đối phó, riêng tuyệt kỹ huyền băng chỉ lực thì đành bó tay. Đã trăm năm nay, không một ai học được cách dồn chân khí ra đầu ngón tay, tạo thành luồng chỉ phong bắn xa đến hơn trượng, và xuyên thủng cả luồng cương khí hộ thân mà đả thương người. Chính Lan cao mày cân nhắc, chàng đoán rằng Thiên Ảo cung chủ nhờ kỳ chân thiên niên tuyết đào nên tăng thêm được khoảng 30 năm công lực cộng với tu vi sẵn có, hiện nay lão sở đắc gần 90 năm nội lực. Nhưng điều ấy không đáng sợ bằng Thiên Ảo thân pháp và huyền băng chỉ. Chàng không có cách nào để giải phá hai tuyệt họ lão hán thế ấy. Lúc này, Phùng Thiệu Đính đã hành công điều tực xong. Lão đứng lên cao ngạo nói. Xin mời người thứ hai. Đại đầu cái thiểu não như gã mắc mưa, uể oải làm nhiệm vụ. Mời vô ngại thần tăng, đại biểu của phái Thiếu Lâm Thượng Đài. Một hòa thượng già cao gầy, không râu, đầu tròn như trứng ngỗng, đôi mày bạc phách tuy rậm nhưng không che được cặp mắt tinh quái, lão Liên. Lão cười tâu toét, hớn hở như trẻ nít được mẹ cho quà tung mình lên đài, vòng tay nói với đối thủ. Lão nạp cũng là người họ Phùng, mong thí chủ nhẹ tay cho. Nghe giọng điệu vành cạnh ấy, cử tọa ồ lên cười. Thần tăng lại nói. Lão nạp không có dâu, trong khi Phùng thí chủ nhiều dâu. Vậy lão nạp không dám xem mình là già hơn, xin phép xuất thủ trước. Vừa dứt lời, vô ngại thần tăng đã vung song thủ đánh liền, cũng như quảng tâm phương trượng, thần tăng chuyên luyện hàng ma trường pháp nhưng ở trình độ cao hơn. Chiêu xuất như lôi, nhanh nhẹn và vô cùng mãnh liệt. Thì ra thần tăng biết mình không chống nổi Thiên Ảo thân pháp của đối phương nên giả ngây, giả dại để chiếm tiên cơ. Phùng Thiệu Đính trúng kế, đành phải chấp nhận giáp chiến, giở pho huyền băng trường pháp ra chống đỡ. Vô ngại thần tăng ra đòn liên tiếp, chiêu này nối chiêu kia cố dồn địch thủ ra khỏi lôi đài. Trường kình chạm nhau nổ vang rền và Thiên Ảo cung chủ đã phải lùi hơn trượng. Quần hùng mừng rỡ hoan hô cổ vũ cho lão hòa thượng vui tính kia. Nhưng Phùng Thiệu Đính đã đồng sát cơ, dồn chân khí vào ngực chịu một chưởng như trời giáng, và trả lại bằng một đạo huyền băng chỉ vào bụng đối phương. Trường kình của lão thần tăng vỗ trúng tâm thất Thiên Ảo cung chủ như đánh vào một đống tuyết mềm, lực đạo giảm đi chỉ khiến lão ta chấn động và rỉ máu miệng. Ngược lại, đạo chỉ phong đã đánh gãy một rẻ xương sườn của thần tăng trổ ra sau lưng. Nếu hòa thượng không nhanh chan lách sang một bên thì đã mạng vong rồi. Phùng Thiệu Đính đã chiếm được thượng phong, ập đến tấn công tới tấp cứ như phát trưởng vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì cả. Vô ngại thần tăng chịu được tám chiêu đã mượn lực phản chấn, bay xuống đất bỏ cuộc. Lão còn quay lại sụ mặt trách móc. Phùng thí chủ quả là tàn nhẫn, chẳng nghĩ gì đến tình nghĩa họ hàng. Lão nạp không đấu nữa. Lão ôm vết thương đi về chỗ của phái Thiếu Lâm để băng bó. Thần tăng vừa đi vừa nhăn nhó như khỉ khiến đám hào kiệt ngồi ở hàng trên phì cười. Nhưng Chính Lan và ban giám đài không cười nổi. Ngôi minh chủ chắc chắn sẽ lọt vào tay Thiên Ảo cung chủ, đồng thời thanh danh của bốn phái Thiếu Lâm, Võ Đăng, Nga Mi, Hoa Sơn sẽ trôi theo dòng nước. Họ đã đưa ra cao thủ hạng nhất dùng phép xa luân chiến mà cũng không thắng nổi Phùng Thiệu Đính. Lúc này, Thiên Ảo cung chủ đã nuốt mấy viên linh đan và ngồi xuống tòa công. Chỉ một khắc sau lão đã đứng lên, mắt sáng như sao, ngạo nghễ nói. Xin mời người thứ ba. Hải Hồ chân nhân, sư thúc của trưởng môn phái Hoa Sơn sách kiếm nhảy lên.
Gương mặt thanh tú của chân nhân thoáng nét lo âu, vì bản lãnh của ông không hơn hai người trước. Chính Lan thở dài, bỏ ra ngoài. Không phải chàng muốn rời núi Hoa Sơn mà là chui vào rừng vắng để cải trang lại. Chính Lan tháo búi tóc, cắt bớt đi, buông xõa quanh vai, rồi lấy dải khăn đỏ buộc ngang trán. Giờ đây trông chàng khá giống một tên hải tặc biển Đông, vì tóc chàng đã cháy bởi nắng Nam Dương. Tạm hài lòng với cách hóa trang sơ sài ấy, Chính Lan trở lại bình đài. Nhưng chàng không gia nhập đám khán giả mà ẩn sau một tảng đá lớn, cách họ 5, 6 trượng. Lát sau, trên khán đài vọng lại tiếng rên đau đớn của Hải Hồ chân nhân. Lão đã bị Thiên Ảo cung chủ đánh bay khỏi lôi đài, thương thế chắc nặng nề hơn hai người trước. Thiên Ảo cung chủ ngửa cổ cười vang. Bổn nhân cảm thấy chân khí sung mãn, không cần nghỉ ngơi, xin mời người cuối cùng. Quần hùng nào biết giá tâm của lão, lên tiếng hoan hô con người vô địch. Ban giám đài trụng đầu vào bàn bạc. Cuối cùng Thuần Thanh đạo trưởng đứng lên tuyên bố. Chỉ qua ba trận vừa rồi cũng đủ biết Phùng cung chủ võ công đứng đầu thiên hạ, phái võ đang xin rút lui. Cử tọa ồ lên phản đối vì không được xem cho mãn nhãn. Quảng Tâm phương trưởng cao giọng. Lão nạp thay mặt ban giám đài, xin tuyên bố chức vị minh chủ võ lâm đã thuộc về. Thiền sư vừa nói đến đây thì có tiếng người vọng vào. Khoan đã. Quần hào quay lại thấy một hán tử tóc xõa, râu ria rậm rạp mặc áo lông cừu đang rẽ hàng người tiến vào. Gã từ tốn bước lên lôi đài, cởi áo choàng, để lộ bộ y phục ngắn ngủn màu xám đen và làn da rám nắng. Cộng với dáng đi hai hàng kia, hán tử biểu hiện rõ mình là người quen sống trên thuyền. Gã hướng về ban giám đài, vòng tay nói một tràng tiếng Phúc Kiến pha lẫn với Bắc Kinh. Tiếng Phúc Kiến không phổ biến ở Trung Hoa nên chẳng ai hiểu gì cả. Quần hào la ó sùm. Ngươi nói gì mà như đang thóa mạ bọn ta vậy? Đại đầu cái là bang chủ cái bang, đệ tử ở khắp thiên hạ nên phải tinh thông các phương ngữ. Ông đứng lên giải thích. Kính cáo đồng đạo, các hạ đây tự xưng là Đài Loan đệ nhất kiếm sĩ tên gọi Phí Tồn Nghĩa. Y đại diện cho các cao thủ vùng biển Đông vào dự đại hội, vì không biết đường đi Hoa Sơn nên đến trễ. Y muốn so tài với Thiên Ảo cung chủ. Khách giang hồ đều hiếu sự nên hoan hỷ tán thành. Có người nói, Đài Loan cũng là đất của Trung Hoa, phải cho y dự thí mới đúng lẽ công bằng. Đại đầu cái quay sang hỏi họ Phùng. Gã họ Phí này không đăng ký trước nên không có quyền thượng đài. Tuy nhiên, đồng đạo đều muốn được thưởng thức võ công của Đông Hải, vậy ý cung chủ thế nào? Nãy giờ Phùng Thiệu Đính âm thầm quan sát gã cướp biển, thấy da rẻ, râu tóc đều cháy nắng, bắp thịt cuồn cuộn, chắc không phải Âu Dương Chính Lan. Lão yên tâm gật đầu. Không sao, bổn tòa đồng ý tiếp y một trận. Đại đầu cái dịch lại cho Phí Tồn Nghĩa nghe, gã bèn đáp lại bằng một tràng dài. Lô bang chủ bảo Thiên Ảo cung chủ. Họ Phí nói rằng y không giỏi khinh công, chỉ tâm đắc có ba chiêu kiếm. Vì vậy, y yêu cầu cung chủ đừng có chạy vòng quanh mà hãy tận lực đối phó. Nếu sau ba chiêu ấy, y không thắng nổi thì sẽ hạ đài, trở về biển Đông. Thiên Ảo cung chủ cười khẩy. Bản lãnh gã ấy được bao nhiêu mà bổn tòa phải nhọc sức thi triển khinh công. Chính Lan tức Phí Tồn Nghĩa biết lão họ Phùng đã mắc bẫy, rút thanh long tuyền bảo kiếm ra thủ thế. Thanh kiếm này ít người được thấy qua nên không sợ lộ. Hơn nữa, khi lọt vào tay Thái Sơn phủ quân giáo chủ Bạch Liên giáo, đã được lão cho thay chuôi kiếm bằng sừng tê giác đen bóng. Chính Lan cố tình đưa ra con số ba chiêu, nhưng thực tâm muốn phân thắng bại bằng một chiêu duy nhất. Chàng nói thêm một câu nữa bằng tiếng Phúc Kiến, đại ý rằng kiếm pháp Đông Hải thường khởi đầu bằng cách thi thố định lực, chờ đối phương động mình mới động. Vì vậy, Phùng cung chủ bất tất phải nhường nhịn. Đại đầu cái lại phải dịch cho họ Phùng và quần hào nghe. Chính Lan đứng im như pho tượng đá, thủ thế bằng thức đầu tiên trong chiêu phất thủ phiêu miêu. Phùng Thiệu Đính cực kỳ giảo hoạt thâm trầm nên bề ngoài ngạo nghễ nhưng trong lòng rất cẩn trọng. Lão tâm đắc câu nói của Tào Tháo ta thà phụ người chứ không để người phụ ta, do đó đã dồn hết công lực vào song thủ chẳng hề dám lơ là.
Tuyết rơi phủ trắng mái tóc và vai mà gã hải tặc kia vẫn chưa chịu xuất chiêu. Quần hùng mất kiên nhẫn chửi vang. Gã Đài Loan dở hơi kia đã nói vậy, sao Phùng cung chủ không động thủ trước đi? Chẳng lẽ lão cũng sợ y hay sao? Đến nước này thì Thiên Ảo cung chủ đành phải ra tay. Lão bay vút đến như ánh sao băng, song thủ vỗ liền 18 đạo trưởng kình liên tiếp, khí thế mãnh liệt như cơn bão tuyết. Chính Lan thi triển công phu quy tức bảo tâm đại pháp, khóa kín các yếu huyệt toàn thân, lao thẳng vào lưới trưởng trắng đục của đối phương. Long Tuyền kiếm rung lên, hóa thành ngàn kiếm ảnh, xé nát trưởng phong mà tiến lên. Song phương áp sát nhau, có hai tiếng rú vang lên, và một bóng người bị văng ra khỏi đài. Quần hùng ồ lên kinh ngạc khi thấy ngực phải Thiên Ảo cung chủ thủng một lỗ, máu loang ướt đẫm bạch bào. Nhưng gã hải tặc đã bị rơi đài, máu miệng rỉ ra không ngớt. Gã gượng đứng lên điểm vào bốn huyệt trên ngực, rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Đại đầu cái run giọng. Phùng cung chủ đại thắng trận cuối cùng, chính thức trở thành minh chủ. Niềm vui ấy đã khiến Phùng Thiệu Đính quên đi vết kiếm thương, hân hoan vòng tay nói. Bổn tòa xin mời toàn thể chư vị đến Phụng Sơn thăm Thiên Ảo cung và vui say một chuyến. Tính cước trình từ đây về Hứa Xương, thì ngày 8 tháng 2 là vừa kịp để tổ chức lễ mừng. Tất nhiên, chẳng ai từ chối lời mời hấp dẫn ấy, tiếng hoan hô tân minh chủ vang dội cả vùng núi Hoa Sơn. Nói xong, Phùng Thiệu Đính hạ đài, đến bảo nhỏ bọn thủ hạ. Mau đuổi theo giết cho bằng được gã họ Phí. Chúng mau mắn thi hành nhưng dù đã lục soát khắp nơi vẫn không thấy gã hải tặc kia đâu cả. Thì ra chính Lan thọ thương khá nặng nhưng cũng cố gượng rời khỏi Hoa Sơn. Chàng vừa xuống đến chân núi, vào được cánh rừng thì ngã quỵ. Vừa lúc ấy, có hai bóng người chạy đến, nức nở gọi. Tướng công. Đó là hai hán tử thấp bé, râu rậm, da mặt đen đủi. Một người nhét vào miệng chính Lan bốn viên linh đan, rồi họ đỡ chàng ngồi dậy truyền công lực vào cơ thể. Chính Lan hồi tỉnh, hít vài hơi rồi cười bảo. Té ra Thi Mạn và Tố Bình đấy ư, ta không sao đâu, đừng khóc nữa. Tố Bình phụng phịu trách móc. Tướng công suốt đời chỉ làm khổ bọn thiếp mà thôi. Chính Lan biết lỗi, mỉm cười. Đừng giận ta, chỉ cần giết xong lão họ Phùng là ta sẽ hoàn toàn thuộc về các nàng. Bỗng chàng nhăn mặt ôm ngực và nói. Mau đưa ta ly khai chốn này ngay. Hai mỹ nhân tái mặt vội cõng chàng rời hiểm địa. Sao 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 sao. 12 ngày sau, ba vợ chồng chính Lan xuất hiện ở phía đông Cửu Hoa Sơn. Chàng ngắm nhìn chín ngọn núi, so sánh với họa đồ trong đầu rồi vui vẻ nói. Chắc chắn Cửu Thiên Huyền Cung nằm ở ngọn núi thứ tư từ tay phải đếm qua. Thi Mạn lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ mơ hồ như thế làm sao xác định được vị trí của đế cung. Chính Lan cười đáp. Ta từng được nghe tiên sư kể rằng Cửu Thiên Đế Quân Khổng Nghị tự xưng là nam tử của Cửu Thiên Huyền Nữ giáng phàm. Như vậy chỉ cần tìm cho ra miếu thờ Cửu Thiên Nương Nương trên ngọn núi kia là xong. Nếu không phải thế thì trong họa đồ đã có thêm lời chỉ dẫn. Hai nàng phục lăn, nhìn phu tướng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ba người vào tiểu trấn gần chân núi, mua lương thực, đèn đuốc, nước uống, rồi gởi ngựa để thượng sơn. Tuyết vẫn còn rơi nhưng thưa thớt chứ không mù mịt như đất sơn tây. Thương thế của chính Lan chưa khỏi hẳn nên cước trình của họ khá chậm chạp. Ngọn núi đã được chọn mang tên cũ của Cửu Hoa Sơn. Nó nằm sâu bên trong, cách tiểu trấn đến 4 dặm. Chính Lan húng háng ho, lập tức Thi Mạn cằn nhằn. May mà Chu lão ra ghé thuyền vào cửa vịnh cho người chạy về thông báo, nếu không tướng công đã bỏ mạng dưới tay bọn ảo quỷ rồi. Chàng còn lén bỏ đi lần nữa, thiếp sẽ trở về Quảng Tây ngay. Chính Lan mỉm cười chứ không biện bạch gì cả. Đó là cách hữu hiệu nhất để đối phó với nữ nhân. Ba người đi vòng quanh ngọn núi để quan sát. Đến trưa họ mới phát hiện mái ngói rêu phong đổ nát của một ngôi cổ miếu trên sườn núi. Hai nàng mừng rỡ nắm tay chính Lan lướt về nơi ấy. Quả thực trên cửa miếu có đắp nổi 5 chữ. Tuy không còn đủ nét, vẫn có thể đoán ra đó là 5 chữ Cửu Thiên Huyền Nữ Miếu. Cửu Thiên Nương Nương là một vị thần của Thiên Sư Giáo, được thờ phụng ở khắp nơi.
Ngay trong truyện Thủy Hử cũng nhắc đến việc Tống Giang được Cửu Thiên Huyền Nữ ban cho binh thơ. Thi Mạn và Tố Bình phải dùng trường kiếm chặt dây leo mới vào được miếu. Cửa nẻo đều đã mục nát cả, sàn miếu thì cỏ dại cũng mọc đầy. Mái ngói chỉ còn gần nửa nên trong miếu không thiếu ánh sáng. Trên bệ thờ bằng đá tảng nguyên khối, pho tượng của Cửu Thiên Nương Nương vẫn còn nguyên vẹn với vẻ mặt trang nghiêm. Chính Lan bảo hai nàng bẻ cành cây quét sạch bảo tượng bằng hắc thạch và bệ thờ rồi chăm chú quan sát. Chàng nhảy lên, nắm hai vai pho tượng xoay thử, chẳng hề có kết quả gì. Chính Lan suy nghĩ một lúc, đặt tay lên đầu pho tượng, vận công đè thật mạnh. Kỳ diệu thay, từ vách núi phía sau miếu vọng lại tiếng kèn kẹt của cơ quan chuyển động. Ba người hân hoan chạy đến xem. Tuy dây leo, cỏ dại che phủ nhưng vẫn có thể thấy được một khung cửa hiện ra trên vách đá. Tố Bình mau mắn vung thanh long tuyển bảo kiếm dọn dẹp. Thi Mạn thì bật hỏa tập châm đuốc. Nàng cẩn thận quang hồng quan kim xà vào trước mở đường. Không thấy có hiện tượng gì, phu thê Chính Lan mới bước vào. Té ra Cửu Thiên Huyền Cung chỉ là một hang động ngầm trong lòng núi Lãng Dương Sơn. Nó cũng rộng rãi mà đầy thạch nhũ như thạch động dưới đáy Vô Đề Huyên Vân Mộng Sơn. Nhưng có điểm ưu việt hơn là hang này nằm sát sườn núi lên có lỗ thông sáng, thông hơi, khiến không gian sáng sủa thoáng đãng. Trên bức vách cuối động có khắc sâu bốn chữ Cửu Thiên Huyền Cung. Dưới đó là một bệ thờ vuông vức cao nửa trượng, trên có chiếc ngai đá lớn, chạm trổ rồng phượng như long ngai của hoàng đế. Và trên ngai là một xác người mặc long bào, đầu đội mũ triều thiên. Tất nhiên da thịt đế quân đã khô quắt lại, trông rất đáng sợ. Chính Lan nghiêm giọng bảo hai mỹ nhân. Chúng ta vào đây quấy nhiễu chốn yên nghỉ của đế quân, xét ra cũng có lỗi. Vậy hai nàng hãy theo ta mà bái tạ. Thấy trước mặt ngai là một phiến đá hình chữ nhật rộng hơn gang, dài độ ba gang Chính Lan liền thổi sạch bụi, chống tay vào đấy mà lạy ba lạy. Thi Mạn nối tiếp chàng, rồi đến Tố Bình. Đến cái lạy thứ ba của tiểu linh thố tức là cái thứ chín của cả bọn, bất ngờ phát sinh quái sự. Phiến đá hình chữ nhật dưới đất lún xuống, và mặt trước của bệ thờ rơi ra. Dù không thể chạm tới Tố Bình nhưng cũng khiến nàng kinh hãi nhảy lùi. Thi Mạn cầm đuốc soi vào khoang trống, lôi ra một chiếc dương gỗ đàn hương. Chính Lan thận trọng quan sát, rồi dùng long tuyền kiếm chặt ổ khóa. Hai nàng ồ lên sung sướng vì ánh châu báu lấp lánh. Chính Lan lại quan tâm đến hộp gỗ nhỏ trong ấy. Chàng cầm lên, bước ra chỗ có ánh dương quang rọi thẳng vào, mở xem. Ngoài quyển sách bằng đồng đỏ rát mỏng, còn có một lọ pha lê trong suốt chứa ba viên dược hoàn đỏ tươi, thơm phức. Chính Lan đầy hộp lại, xem xét quyển sách kỳ lạ. Gọi là quyển sách vì 30 lá đồng kia được sâu lại với nhau thành tập chứ thực ra chẳng giống sách chút nào. Còn chữ thì lại được viết bằng một thứ mực màu trắng, bấm vào nghe cứng rắn như men sứ. Trang ngoài cùng là bốn chữ Cửu Thiên Bí Lục. Trang thứ hai là di bút của đế quân. Lão Phu vốn là một thư sinh ở đất Hà Nam, không chịu làm nô tài cho triều nguyên nên chẳng thi cử làm quan, mà ngao đường khắp trốn để quên nỗi sầu mất nước. Nào ngờ khi đến núi Cửu Hoa Sơn này lại được một bậc kỳ nhân võ lâm thu làm đệ tử. Gia sư gom góp kỳ chân trong thiên hạ, luyện thành 5 viên huyết châu tiên đan, mỗi viên tương đương với 30 năm công lực. Lão Phu được uống 2 viên, luyện võ 10 năm trở thành đệ nhất cao thủ thời bấy giờ. Có được bản lãnh thông thần, Lão Phu phiêu bạt khắp nơi, chém giết quân Mông Cổ. Nhưng cô trưởng Nan Minh, sau 3 lần đột nhập vào hoàng cung của Nguyên Thành Tôn để hành thích mà không thành công, Lão Phu phẫn chí trở về Cửu Hoa Sơn tu tiên. Do uống huyết châu đến năm 110 tuổi mà Lão Phu vẫn chưa chết, liền khắc một tấm Cửu Thiên lệnh bài, bỏ ngoài đường quan đạo rồi tọa hóa. Ai là người vào được nơi này, xin hãy nối chí Lão Phu đánh đuổi quân Mông Cổ, và tạo phúc cho sinh linh. Khổng Nghị Di Bút. Hai mỹ nhân kia đã đùa nghịch thỏa thê với Dương Châu Báu, chạy đến hỏi Chính Lan. Tướng công, đế quân có để lại tuyệt học gì không? Chàng bèn đưa cho Tố Bình quyển bí lục. Hai nàng châu đầu đọc lời nhắn nhủ của đế quân. Thi Mạn hân hoan nói. Vậy tướng công hãy uống cả 3 viên linh đan để có thêm 90 năm công lực, thừa sức đánh bại lão họ Phùng.
Chính Lan mỉm cười, lắc đầu. Không đâu, ta chỉ cần uống một viên là quá đủ rồi. Ta không muốn nhìn thấy các nàng lần lượt chết đi mà vẫn còn sống trong nỗi cô đơn. Hai viên còn lại, cả nhà hòa ra chia nhau uống, để cùng hưởng hạnh phúc. Hai nàng cảm động ôm lấy vai phu tướng, nhón chân hôn vào má chàng, mặc cho xác cửu thiên đế quân đang nhìn trộm. Chính Lan mở bí lục xem phần kiếm pháp, hoan hỉ nói. Ta chỉ cần luyện xong chiêu cửu cửu dịch thiên, này là đủ để giết Phùng Thiệu Đính. Sao 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 sao? Sáng ngày 8 tháng 2, quần hào tụ tập đông đủ ở Phùng Sơn. Dưới chân núi giờ đây đã có một cổng tam quan đồ sộ, khắc hàng chữ, võ lâm tổng đàn. Mùa xuân đã về đến đất Hà Nam, cỏ cây tươi tốt và trăm hoa đua nở. Trên khoảng sân rộng giữa tổng đàn, mấy trăm bàn tiệc phủ vài hồng bầy đầy rượu thịt. Theo đúng quy củ, cả năm vị trưởng môn đều phải có mặt để trao minh chủ lệnh kỳ cho họ Phùng, mặt mũi họ ủ ê, sầu não như cha chết. Ngược lại, Thiên Ảo cung chủ tươi rói trong bộ trường bào màu xanh thêu hình cung hổ. Cuối giờ Mão, mọi người đều đã tựu vị, chờ xong phần nghi lễ là đánh chén. Họ Phùng đã chuẩn bị sẵn trống lớn và đàn, sáo, xinh, phách. Lão chỉ đưa tay ra hiệu là các nhạc cụ ấy trỗi dòng. Trước tiên là một hồi đại cổ dài hùng dũng, rồi đến đàn sáo giặt dìu, tao nhã. Năm vị trưởng môn bước đến trước mặt Phùng Thiệu Đính, chuẩn bị trao lệnh kỳ. Quảng Tâm Thiền Sư hắng giọng rồi nói. Kính cao toàn thể võ lâm. Ông vừa nói được có thể thì những bàn sau cùng reo lên. Hồng nhất điểm đại hiệp. Thế là hơn ngàn người la theo, vang lừng như sấm động. Họ nhất tề đứng lên đón chào vị anh hùng của mình. Chính Lan đã trở lại chân diện mục, mày râu nhẵn nhụi, trường bào thư sinh bằng lụa xanh, mũ học trò đen. Bên cạnh chàng là hai mỹ nhân xinh đẹp, thùy mị. Ba người vòng tay chào đồng đạo rồi bước đến chỗ họ Phùng và năm vị trưởng môn. Chỉ cần nhìn mái tóc có chỗ vàng hoe và gương mặt rám nắng của Chính Lan, họ đã nhận ra chàng là tên hải tặc phí tổn nghĩa hôm trước. Đại đầu cái mừng đến xa lệ, bước đến ôm chặt Chính Lan. Chàng liền thì thầm. Bang chủ mau chuẩn bị điều động lực lượng tiêu diệt Thiên Ảo cung. Tài hạ giết xong Phùng Thiệu Đính là ra tay ngay. Giọng chàng tự tin như nắm chắc phần thắng trong tay. Lô bang chủ hiểu rất rõ con người Chính Lan nên yên tâm gật đầu. Chính Lan buông đại đầu cái, chào hỏi bốn vị trưởng môn kia. Họ đều hổ thẹn vì đã bày ra đại hội, dâng chức minh chủ cho Thiên Ảo cung, nên lặng lẽ cúi đầu đáp lễ. Phùng lão quỷ cười nhạt bảo. Hôm trước ngươi giả làm Đài Loan đệ nhất kiếm sĩ, bị bổn tòa đánh trọng thương, sao giờ còn dám đến đây làm gì? Chính Lan thản nhiên đáp. Lần ấy vì khinh địch nên tại hạ chưa dồn hết công lực vào chiêu kiếm, để thua cung chủ thật là hoan uổng. Nếu cung chủ không sợ thì vui lòng tiếp tại hạ một chiêu kiếm nữa. Dẫu có bỏ mạng tại hạ cũng rất biết ơn. Quần hào lại đồng thanh đốc thúc. Âu Dương Đại Hiệp đã nói thế mong cung chủ đừng phụ lòng. Phùng Thiệu Đính không tin rằng chỉ sau ít ngày, bản lĩnh của Chính Lan có thể tăng tiến đến mức thắng được mình. Hơn nữa, lão ta cũng muốn giết chàng để trừ hậu hoạn nên chấp thuận. Được, các hạ đã muốn chết thì bổn minh chủ cũng chiều ý. Hãy chờ ta vào thay áo đã. Chính Lan thầm khen lão là người thận trọng, làm gì cũng không để sơ suất. Bộ võ phục trắng mới phát huy được hết diệu dụng của pho thiên ảo thân pháp. Họ Phùng rảo bước đi về phía tòa đại sảnh hai tầng bằng gỗ. Phòng riêng lão ở ngay tầng trên. Quần hào đều chú mục cả vào Chính Lan nên không nhận ra hành động của Thi Mạn và Tố Bình. Hai người nắm tay nhau đi quanh khu yến tiệc. Họ không thể vượt qua hàng rào cảnh giới của trên 300 ảo quỷ, chỉ đi ngay mặt mỉm cười với chúng. Bọn người Ngạc Luân Xuân Man dợ này chưa bao giờ được nhìn thấy người nữ nào đẹp hơn hai nàng, nên chố mắt ra nhìn và cười đáp lễ. Thiên Ảo cung chủ đã quay trở ra, gọn gàng trong bộ võ phục và khăn bịt đầu trắng tinh. Chính Lan cười bảo. Màu trắng là màu của tang tóc, sao cung chủ lại thích nhỉ? Họ Phùng xám mặt, lạnh lùng đáp. Bổn tòa để tang cho ngươi đấy, mau bước ra đây. Lão ra hiệu cho vòng vây thủ hạ giãn rộng, tạo thành một đấu trường.
Quần hùng chẳng còn màng đến ăn uống, rời bàn đến quanh chiến địa để quan sát. Không hiểu vô tình hay hữu ý, họ vây cả bọn ảo quỷ vào trong. Chính Lan rút kiếm hờ hững chỉ xéo lên trời, dồn hết 90 năm công lực vào thân kiếm. Thiên ảo cung chủ thấy thế thức đầu tiên hơi khác lần trước nên chăm chú nghiên cứu. Nào ngờ Chính Lan không đứng yên như lần ở Hoa Sơn mà xuất thủ ngay để chiếm tiên cơ. Có thêm 30 năm tu vi, thân pháp chàng giờ đây không thua gì Phùng Thiệu Đính. Lão có muốn tránh chiêu cũng không thể được. Chính Lan dùng thuận ngự kiếm thi triển chiêu cửu cửu dịch thiên. Thanh Long Tuyền bảo kiếm hóa thành con rồng bạc vươn 49 móng vuốt chụp lấy đối phương. Phùng lão quỷ nhận ra chiêu này cực kỳ lợi hại, hơn hẳn chiêu trước đây. Lão nghiến răng dồn toàn bộ công lực vào chiêu sát thủ cuối cùng trong huyền băng thần trưởng, dệt lưới quanh thân, hóa thành trái cầu tuyết lao đến thân đón chiêu. Trường phong cuồn cuộn, liên tiếp tung ra nhanh như chớp giật cố chặn đứng bước tiến của Chính Lan. Và kèm theo là một đạo huyền băng chỉ hiểm ác vô cùng. Nhưng giờ đây công lực của Chính Lan đã tăng gấp rưỡi, kiếm kình mãnh liệt xé tan màn trường phong, ập vào cơ thể kẻ địch. Thiên ảo cung chủ chúng liền chín kiếm vào thân trước, gào lên thảm khốc, cục ngã trước mặt Chính Lan. Lão chết trong niềm thất vọng ngút ngàn, vì đạo băng chỉ cũng không phá nổi màn kiếm quanh quanh thân đối phương. Quần hào phấn khởi, họ hét như điên cuồng. Bọn ảo quỷ sợ hãi, chưa biết phải hành động như thế nào thì Chính Lan đã vận công hét lớn. Thiên ảo cung là tay sai của quân Mãn Thanh và cũng là hung thủ cướp của giết người, đồng đạo còn chờ gì nữa. Chính Lan là thần tượng của võ lâm. Lời nói của chàng nặng như núi Thái, ai nấy đều tin phục. Do đó, hàng ngàn người kia rút vũ khí xông vào giết bọn ảo quỷ. Lạ thay, chúng kháng cự rất yếu ớt, và bị hạ nhanh chóng. Đó là do Chính Lan biết chúng tội ác ngập đầu, bản tính hung dữ chẳng thể nào thay đổi được, nên đã bảo Thi Mạn thả cổ trùng khống chế. Gia dĩ, nếu không làm thế thì với bản lãnh cao cường của bọn ảo quỷ, đồng đạo võ lâm sẽ phải thương vong rất nhiều. Chính Lan và các trưởng môn không tham gia trận tàn sát, phi thân về phía trong, lục soát các tòa nhà. Tiếc rằng biển bức lão tổ đã đem lũ rơi độc đào tẩu mất rồi. Nhân lúc quần hào lo việc kiểm biên tang vật và phủ dụ đám nữ tỳ thiên ảo cung, phu thê Chính Lan âm thầm bỏ đi mất dạng. Sao? 15 năm sau, nhờ Ngô Tam Quế mà quân Mãn Châu vào được Trung Nguyên. Vị hoàng đế nhà Thanh đầu tiên trên đất Trung Hoa là Thanh Thế Tổ Thuận Trị. Ông lên ngôi năm Giáp Thìn tức mới 7 tuổi. Năm sau, Chính Lan từ Nam Hải trở về Trung Thổ, đột nhập từ Cấm Thành, định hành thích vua Thanh. Chàng tìm thấy Thuận Trị ở cung Khâu Ninh cùng với Thái Hậu. Người đàn bà Mãn Châu gốc Bục kia quỳ xuống van lạy gã thích khách có gương mặt nhân từ. Chính Lan bất nhẫn, ngửa cổ than trời. Đúng là khí số hoa hạ đã tuyệt nên Giang Sơn mới rơi vào tay một đứa bé phương Bắc 8 tuổi thế này. Nét trẻ thơ của Thuận Trị khiến chàng chẳng thể xuống tay. Chính Lan nghiêm nghị nói với nhà vua. Nay thấy ngươi còn nhỏ dại, ta không nỡ giết. Hãy cố gắng trở thành một vị hoàng đế tốt tạo phúc cho bách tính Trung Hoa. Nếu không ta sẽ trở lại lấy đầu ngươi đấy. Thuận Trị được tha chết bất giác sanh lòng ngưỡng mộ gã thích khách kỳ lạ, liền hỏi. Mong tráng sĩ cho chấm biết danh tính. Thích khách thản nhiên đáp. Ta là Âu Dương Chính Lan, nhà vua hãy cố mà nhớ lấy. Chàng xoa đầu Thuận Trị rồi rời Tử Cấm Thành. Chính Lan nhớ lời dạy của Hoàng Hạc Tú Sĩ, chàng cố cưỡng lại vận trời làm gì nữa. Chàng trở về hòn đảo xinh đẹp ở vùng biển Giao Châu, sống hạnh phúc với thê tử. Dần già, võ lâm Trung Nguyên quên lãng hồng nhất điểm. Chỉ có một lão già nát rượu, suốt ngày lẩm bẩm. Âu Dương Chính Lan, tha lỗi cho ta. Người ấy là Lôi Đao Hứa Hoa.